Kính Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Dài Tập Tiên Hiệp, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Kính Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Kính Duy bằng các hình thức đã được tổng hợp dưới mô tả của mỗi video. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo, Nhân Đạo Chí Tôn, Thạch Trư, ngay sau đây. Lại nói, có Lộc Bà Bà đi theo, cả Trung Nhạc lẫn Khâu Cấm Nhi đều cảm thấy không được tự nhiên. Không lâu sau, Trung Nhạc đưa thiếu nữ này quay về Dương Thần Điện, hắn cười nói: "Cấm Nhi sư muội, mấy ngày tới ta phải đi xa một chuyến, có lẽ phải mấy tháng nữa mới trở về được. Khi nào quay lại, ta sẽ tới thăm muội." Khâu Cấm Nhi nhu thuận gật đầu, thầm nghĩ: "Chờ Trung sư huynh trở về, ta có lẽ đã có thể tự mình đi lại được rồi. Huynh ấy thấy ta đi được, nhất định sẽ rất vui mừng." Trung Nhạc đi tới dược cốc một chuyến, đổ lấy mấy bình linh ngọc cao, rồi quay trở lại động phủ. Hắn sửa sang lại một phen cuốn lưu nhận bằng một miếng vải đen thật kín kẽ, rồi mới biến ra hai con dao long, dùng long chảo nắm lấy thân đao. Chiếc đèn lồng này là nơi tân hỏa sống, không thể thiếu được. Dao long sau người hắn thò đầu ra, há mồm ngậm lấy đèn lồng. Sửa soạn xong, Trung Nhạc cất bước ra khỏi động phủ, hắn thầm nghĩ: "Hẳn là Hiếu Sơ Tình đã đợi ta tới phát chán rồi. Sở dĩ á lên bảng Long Hổ là muốn tìm ra nghi phạm đã chạy tới mặt trăng kia, tiếc là mãi không tìm ra, cho nên ta vẫn là kẻ có hiểm nghi lớn nhất của á. Ở trên núi Kiếm Môn này, á không dám động tới ta, nhưng một khi ta rời khỏi Kiếm Môn rồi, á sẽ ra tay thôi. Mà ta cũng đang chờ cơ hội để động tới á. Lần này ra ngoài, ta không chỉ tới Yêu Tộc làm đại lĩnh chủ, mà còn muốn giết người. À đâu, giết thần tộc." Hắn cất bước đi xuống chân núi. Trung Nhạc động tâm niệm, dưới chân hắn sinh ra hai con dao long, song long lao đi tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, Hiếu Sơ Tình cũng lặng lẽ xuống núi, nhìn Trung Nhạc đi xa, thế mới nhẹ nhàng đuổi theo phía sau: "Cho dù ngươi có phải ngẩng lên mặt trăng hay không, ngươi đều phải chết. Ngươi biết được bí mật của Thiên Tượng Lão Mẫu, mà nếu ta giết ngươi, Thiên Tượng Lão Mẫu nhất định sẽ bỏ qua thần sứ mà quay sang ủng hộ ta. Vì được làm thần sứ, ta sẽ làm tất cả mọi việc." Thiên Tượng Lão Mẫu tới động phủ của Hiếu Sơ Tình, lại không thấy ai, sắc mặt đột ngột thay đổi. "Hiếu Sơ Tình chắc chắn là đi tìm Trung Sơn Thị rồi. À muốn giết Trung Sơn Thị để lấy lòng của ta, muốn ta trợ giúp cho á chống lại thần sứ. Con nhóc thần tộc này thật quá thiếu kiên nhẫn rồi. Cơ mà nào có liên quan gì tới ta đâu." Bên trong đại hoang, Trung Nhạc chân đạp song long, treo đèo lội suối với tốc độ cực nhanh, phóng tới đại nguyên hoang địa. Mà ở trên lưng giao long, Trung Nhạc thi thoảng lại cắt một cọc gỗ, rồi dùng kiếm khí tạo thành hình của Tam Túc Kim Ô. Thi thoảng lại có một con hỏa điểu bay ra, lượn lờ xung quanh người hắn. Không lâu sau thì cháy rụi, hóa thành tro tàn. Hiếu Sơ Tình đi theo đằng xa, lòng kinh ngạc, không rõ Trung Nhạc đang làm gì. Hình như hắn cõng theo một thanh đao. Hình dáng của đao này có phần tương tự với hồn binh mà tên luyện khí sĩ nhân tộc kia để lại ở trong đại nguyên hoang địa. Điểm đáng ngờ của tên Trung Sơn Thị này càng lúc càng nhiều rồi. Hiếu Sơ Tình hạ xuống, cẩn thận quan sát dấu chân song long của Trung Nhạc đã để lại. Chỉ thấy dấu chân này giống hệt dấu chân lúc trước ở đại nguyên hoang địa. Lòng càng thêm nghi ngờ, thầm nghĩ: chỉ dựa vào long cháo thì không thể phán đoán là hắn hay không. Nhưng người cứu quân Tư Tả kia cũng dùng song long chở hắn với quân Tư Tả bỏ cháy. Hiếu Sơ Tình cứ thế đuổi theo, thấy Trung Nhạc càng lúc càng đi càng xa, cách đại nguyên hoang địa càng ngày càng gần. Ả nghi ngờ, không rõ vì sao hắn lại tới đại nguyên hoang địa này. Trung Sơn Thị này thật đáng nghi ngờ. Nếu nói cho thần sứ, đâu còn công lao của ta nữa đấy. Trung Sơn Thị thực lực không mạnh, không phải đối thủ của ta. Muốn bắt hắn là chuyện quá dễ dàng. Dù không bắt được cũng có thể thong dong rút lui. Hiếu Sơ Tình chớp chớp mắt. Thế nhưng không thể ra tay ở đại hoang được.
thực lực của hắn không yếu, nếu chiến đấu sẽ gây ra tàn phá rất lớn, tất sẽ kinh động tứ minh thú trên kim đỉnh của kiếm môn. Nếu tứ minh thú mà phát hiện ra, hội trưởng lão sẽ nhanh chóng đuổi tới. Muốn giết hắn ta, hoàn thành nhiệm vụ mà thần miếu giao phó, ta phải ra tay ở ngoài đại hoang. 7-8 ngày sau, Trung Nhạc ra khỏi đại hoang, đi vào hoang nguyên, đi tới lãnh địa của yêu tộc. Dần dần, hắn càng vào sâu trong đại nguyên hoang địa. Lúc này đã là giao mùa giữa xuân và hạ. Trên đại nguyên hoang địa là những bông hoa đã héo rũ, trên cây đầy những quả non, thi thoảng lại có thú dữ lui tới. Bất chi bất giác, Trung Nhạc đã đi được khoảng cách vạn dặm ở đại nguyên hoang địa. Cho dù là cách đại hoang hay đông hoang, đều là quãng đường không hề ngắn. Giờ thì ta có thể ra tay được rồi. Hiếu Sơ Tình đang định hiện thân thì Trung Nhạc bỗng dừng lại, lẩm bẩm nói: giờ có thể ra tay rồi, Hiếu sư muội, sao còn không xuất hiện đi? Hiếu Sơ Tình lòng cả kinh, lại thấy vị thiếu niên phía trước quay người lại cười nói: Hiếu sư muội, theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn chưa xác định được sao? Ngươi giờ còn thiếu một dấu chân mà thôi, phải không nào? Để ta đạp xuống cho ngươi xem. Trung Nhạc giơ chân lên đạp xuống mặt đất ở đại nguyên hoang địa một cái, rồi lập tức lùi ra sau 10 trượng cười nói: Hiếu sư muội, hãy xem đi, xem dấu chân ở trên mặt trăng có giống dấu chân của ta hay không. Ồ, Trung sư huynh thật thông minh, lại biết là ta đi theo ngươi sao? Hiếu Sơ Tình biến sắc mặt, vội bước nhanh lên, cúi đầu nhìn dấu chân kia, rồi lại so sánh với dấu chân khác, rồi cười khanh khách nói: Trung sư huynh quả nhiên là kẻ trên mặt trăng ngày nào. Sư huynh mau nói cho ta biết đi, ngươi đi lên mặt trăng như thế nào vậy? Chờ bị ta chém đầu rồi thì ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Trung Nhạc giơ tay, đám vải vóc quấn quanh liêu nhận đột nhiên nổ tung, để lộ ra thần nha dữ tợn. Giao Long giơ chảo đưa chuôi đao cho hắn. Bịch bịch bịch. Hắn lao đi khiến mặt đất nổ tung, lao tới hơn 10 trượng rồi vung đao lên chém. Sau đầu Hiếu Sơ Tình lập tức xuất hiện một vầng trăng sáng, đang định ngăn cản thì đột nhiên từ trong dấu chân mà ban nãy Trung Nhạc dẫm ra có một đạo kiếm khí nhanh như chớp bắn tới mặt ả. Doạt một tiếng, kiếm khí kia có hình dáng như một cái cây, ngàn cành vạn trạc kiếm khí bung ra quét tới khuôn mặt của Hiếu Sơ Tình. Hiếu Sơ Tình thét lên chói tai, từng đạo kiếm khí chém xuống, những tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt. Đôi gò má tuyệt mỹ của ả lập tức bị mộc kiếm khí chém rách mặt, tóc bay tán loạn. Mà vào lúc này, mặt trăng sau đầu của ả tỏa sáng, ánh trắng trào ra quét bay mộc kiếm khí của Trung Nhạc. Trung Nhạc xông tới thế như sét đánh, hắn dựng thẳng đao chém xuống. Hiếu Sơ Tình giết lên, mặt trăng sau đầu lập tức hóa thành tinh nguyệt ngọc thiềm thừ. Thiềm thừ không kịp ngăn cản thế đao chém xuống, chỉ kịp há mồm giống lớn: mãng cổ! Tinh nguyệt ngọc thiềm thừ phát ra tiếng giống từ trong bụng, sóng âm chấn động tạo nên những đạo đồ đằng văn kỳ quái giữa không trung, hóa thành thuẫn văn đón đỡ liêu nhận của Trung Nhạc. Ngay sau đó, liêu nhận bổ vỡ thuẫn văn, Hiếu Sơ Tình lập tức giơ tay lên cản, huyết quang văng khắp nơi, cô ả bị đao đánh bay ngã ra đằng sau. Kiếm nhất thức! Trung Nhạc cất bước với tốc độ như liêu quang đuổi theo Hiếu Sơ Tình. Long tướng kiếm khí hóa thành một sợi tơ kiếm đỏ đậm, vô thanh vô tức di chuyển giữa không trung, đuổi theo sát Hiếu Sơ Tình. Tơ kiếm triển khai kiếm nhất thức của Thủy Đồ Thị Thủy Tử An trưởng lão. Kiếm khí xẹt qua khoảng không, một tia sáng đỏ rực phóng tới cổ của Hiếu Sơ Tình. À, vừa trúng mộc kiếm khí, mặt đầy vết thương, mà Lưu Nhận tuy bị thuẫn văn của Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ ngăn cản, nhưng đôi tay của ả không thể nào chống chọi được, khiến xương ngón tay của ả bị chém đứt 6-7 cái. Mà lúc này, long tướng kiếm khí hóa thành kiếm nhất thức chém tới. Nhỏ bé, tuy rất khó phát hiện, nhưng vẫn để ả nhận ra dao động bất thường. Ả uốn éo người, né tránh tơ kiếm rít gào: Trùng Sơn Thí, ngươi dám bẫy ta sao? Xoẹt! Tơ kiếm thiên biến vạn hóa, kéo ả vào trong kiếm trận. Y phục bị chém nát tung bay trong gió, Hiếu Sơ Tình hét lớn. Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ lại giống một tiếng mãng cổ, giống ra thuẫn văn. Rồi thuẫn văn cũng bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn. Kiếm nhị thức! Trung Nhạc khẽ điểm mũi chân, mộc kiếm khí phóng ra, kiếm mảnh như tơ xuyên qua giữa những bụi cỏ cao hơn đầu người, nhanh chóng tiếp cận Hiếu Sơ Tình. Hai đạo tơ kiếm tung hoành biến thành trận pháp phức tạp hơn,
biến hóa cũng đa dạng hơn. Hiếu Sơ Tỉnh thét lên, tinh nguyệt ngọc thiềm thừ mở ra 6 con mắt như 6 vầng trăng, ánh trăng như thủy ngân chảy ra khiến không khí trở nên đặc dính, làm cho tốc độ bay của hai đạo kiếm khí chậm đi một phần. Thiềm thừ phun lưỡi không ngừng va chạm với hai đạo tơ kiếm, khiến tơ kiếm không thể tới gần người. Tinh nguyệt ngọc thiềm thừ không hổ là hình thái thứ hai của Nguyệt Linh, chỉ dương cái lưỡi đã có thể ngăn cản được kiếm nhị thức, kiếm tam thức. Trung Nhạc nhanh chóng đuổi theo, mà Hiếu Sơ Tình thì đang nhanh chóng tụt lùi ra sau. Đúng lúc này, một tia sáng trắng bay ra từ sau lưng Trung Nhạc đuổi theo Hiếu Sơ Tình, hóa thành kiếm trận kiếm tam thức. Uy lực của kiếm trận lập tức tăng lên gấp bội, ba đạo tơ kiếm cắt đứt không khí như kén tằm quấn lấy, càng ngày càng chặt lại, mà lưỡi tinh nguyệt ngọc thiềm thừ, thuẫn văn và ánh trăng căn bản không ngăn trở được. Ta muốn giết ngươi. Hiếu Sơ Tình bị tơ kiếm tới gần người, xẹt qua cổ ả, khiến cho cổ ả gần như bị chém đứt một nửa, gần như chặt đứt tiết hầu và động mạch chủ. Thiếu nữ rơi vào nổi giận, đột nhiên giống lên, âm thanh phát ra không phải tiếng người nữa, mà là tiếng gào thét của dã thú. Từ trong cơ thể của ả vang lên những tiếng răng rắc, bộ lông dày đặc điên cuồng mọc lên dưới làn da hoàn mỹ. Sau đó, hai cái xương cực lớn mọc ra từ cổ càng lúc càng lớn, nhanh chóng tách ra làm hai. Cái cổ đầy lông đen, trên cổ ấy, hai cái đầu máu chảy be bét, nhanh chóng được tạo ra. Ngươi lại dám giết thần tộc Kiếu Mang? Ngươi có biết thần tộc Kiếu Mang là gì không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết được. Từ trong cơ thể của Hiếu Sơ Tình, truyền tới khí tức làm cho người ta phải sợ hãi, áp bách linh hồn, gây cho người ta cảm giác sợ hãi và thiêng liêng thần thánh không gì so sánh nổi. Đó là khí tức của thần tộc. Thần tộc là một chủng tộc vô cùng cao quý, khí tức càng mạnh thì càng khiến cho người ta phải sợ hãi. Thậm chí trong phạm vi mấy trăm dặm, mọi vật đều khiếp sợ. Chim không dám bay, côn trùng không dám kêu, dã thú không dám gầm rú. Tất cả đều bị khí tức thần tộc của ả chấn áp. Nhưng thứ này lại vô dụng với Trung Nhạc. Trung Nhạc quan tưởng tuệ hoàng trong thức hải, thiên đế tọa thiên đình. Đừng nói là khí tức thần tộc của Hiếu Sơ Tình không đậm đặc, mà cho dù có nồng đậm gấp trăm ngàn lần thì cũng không có tác dụng gì với hắn cả. Từ dưới chân Trung Nhạc, kim kiếm khí bay ra áp sát mặt đất, rồi kết hợp với ba tơ kiếm phía trước tạo nên kiếm tứ thức. Lập tức máu vẩy ra, một cái đầu còn chưa kịp sinh ra của Hiếu Sơ Tình bị chém đứt, máu phun khắp nơi. Thiên cầu thực nguyết. Cái đầu còn lại của Hiếu Sơ Tình hoàn toàn mọc ra, hóa ra là đầu của Bàn Ngao. Bàn này ý chỉ Long Bàn. Theo truyền thuyết thượng cổ thì có vị thần tên là Bàn Cổ, ngài khai thiên lập địa, là tổ tiên của tọa hoàng, nên chữ bàn này rất có ý nghĩa, chỉ rằng Bàn Cổ là một vị long thần, mà Bàn Ngao là loại chó ngao có được long huyết. Cái đầu kia của Hiếu Sơ Tình mọc ra long nha, long chuẩn, long giác, nhưng lại có hình dạng của cẩu, trông vô cùng hung dữ. Bàn Ngao há mồm nuốt tinh nguyệt ngọc thiềm thừ vào trong, cùng với cái đầu của Hiếu Sơ Tình giận dữ hét lên: Người chém đứt đầu ta, người lại dám chém đứt đầu ta sao? Giọng nói này hệt như dã thú đang giống lên, lại kèm theo giọng nữ ngọt ngào êm tai, hai âm thanh chồng chéo lên nhau vô cùng quỷ dị. Sau khi nuốt tinh nguyệt ngọc thiềm thừ, khí tức của Bàn Ngao tăng vọt, trở nên vô cùng khủng bố. Trung Nhạc thầm nghĩ: Cấm Nhi sư muội có nói lúc giao chiến với Hiếu Sơ Tình thì cảm nhận được một loại dao động năng lượng, thật kỳ quái, chắc là cái này rồi. Thiên cẩu thực nguyệt, hóa ra là thần tộc này. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa kinh ngạc nói: Ta đang cảm thấy rất kỳ quái, không rõ thần tộc Hiếu Mang là thần tộc nào, ra là thiên cẩu. Thảo nào Nguyệt Hạch với Nguyệt Linh trong mặt trăng bị biến mất đi, mà bản thân thiên cẩu lại thích ăn Nguyệt Hạch. Nhạc tiểu tứ, ngươi phải cẩn thận, linh của cô gái này không phải là Nguyệt Linh, mà là thiên cấu. Linh hồn hợp nhất lại nuốt thêm Nguyệt Linh, khiến thực lực của ả ta càng thêm mạnh. Vậy thì ả phải giữ được mạng mới phát huy được. Trung Nhạc quát lên, âm thanh cuồn cuộn như sấm nổ. Hắn nhanh chóng tiếp cận Hiếu Sơ Tình, cùng lúc đó lại phát động uy lực của toàn bộ kiếm trận kiếm tứ thức. Bốn đạo tơ kiếm xuyên qua, máu lại văng lên. Trong chốc lát, toàn thân Hiếu Sơ Tình đã đầm đìa máu tươi. Uy lực của kiếm tứ thức mạnh hơn 4 lần kiếm tam thức, mà 4 kiếm khí này
đều được Trung Nhạc chui rèn rất nhiều. Mà trong số đó thì uy lực của Long Tướng Kiếm Khí là mạnh nhất, lại được tinh khí thần thú trong nội đan liên tục bổ sung, là kiếm khí mạnh nhất trong bốn đạo kiếm khí. Nhưng khi Long Tướng Kiếm Khí biến thành tơ kiếm thì uy lực sẽ giảm đi một phần. Long Tướng Kiếm Khí vốn không lấy sắc bén làm điểm mạnh, không bằng kim kiếm khí. Uy lực lớn nhất của nó chính là có thể hóa thành Long Tướng gia nhập vào trận chiến. Khi dùng vào trong trận pháp, tơ kiếm thì có phần trói buộc. Kim kiếm khí của Trung Nhạc được tạo nên từ việc luyện hóa mấy chục thanh hồn binh rồi hấp thu kim khí trong đó. Uy lực của kiếm trận 64 thức chủ yếu dựa vào sự sắc bén của kiếm khí, nên kim kiếm khí là phù hợp nhất. Nhưng dù vậy, Trung Nhạc vẫn cảm thấy kiếm tứ thức gặp trở ngại rất lớn. Hiếu Sơ Tình mọc ra thêm một cái đầu bàn ngao nữa. Hai cái đầu cùng quan tưởng khiến tốc độ quan tưởng tăng lên nhiều. Từng đạo thần thông không ngừng va chạm với bốn đạo kiếm khí của kiếm tứ thức, phá đi sự vận chuyển của kiếm trận, triệt tiêu uy lực của nó. Không chỉ như vậy, cái đầu bàn ngao đã nuốt vào Nguyệt Linh Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm Thừ, khiến thực lực đang không ngừng tăng lên. Thiên Tinh Trầm Luân! Hiếu Sơ Tình giết lên, từng đạo đồ đằng văn tạo nên trận thế giữa không trung. Ngay tức khắc, mặt đất chấn động, ầm ầm trầm xuống, ép cho tơ kiếm cũng trở nên nặng nề, tốc độ sụt giảm mạnh. Hiếu Sơ Tình giống lên, nhảy khỏi vòng vây của tơ kiếm, trên cơ thể lại xuất hiện thêm vài vết thương đầm đìa máu tươi, động tới cả xương cốt. Ngay khi ả nhảy ra ngoài kiếm trận, một đạo ánh sáng sáng như tuyết xuất hiện. Hiếu Sơ Tình rít gào vì đau đớn, lại một cái đầu bàn ngao bay lên cao. Đi trước một bước, nhiều bước tiên cơ. Trung Sơn Thị này khá lợi hại, hắn chiếm tiên cơ nên giờ ta không thể xoay chuyển tình thế được nữa rồi. Hiếu Sơ Tình tứ chi chống đất, phát lực nhảy lên. Ngay giữa không trung, tứ chi thon dài của ả bỗng mọc đầy lông lá đen xì, tứ chi trở nên dài nhỏ và cứng tráng, chân mọc từng vân, đạp không bỏ chạy. Hiển nhiên ả cũng đã tu luyện tới mức phi tưởng, phi tưởng. Chân nâng lên, hạ xuống, liền có từng vân sinh ra nâng người ả lên, làm cho tốc độ của ả nhanh vô cùng, chỉ vài bước là đã đột phá được âm chướng. Muốn phi hành giữa không trung thì chỉ có bốn cách. Thứ nhất là quan tưởng cánh chim vỗ cánh bay đi. Thứ hai là thật phi túng của võ đạo tông sư, đạp không bước đi. Loại thứ ba là dùng thuyền lầu, mây, phi kiếm hoặc quan tưởng thần thông, đứng ở trên hồn binh mà phi hành. Cuối cùng là cưỡi tọa kỵ phi hành. Pháp môn phi hành của Hiếu Sơ Tình có xen lẫn loại thứ hai và loại thứ ba. Chân đạp từng vân là thần thông quan tưởng, còn đạp không bước đi là thuật phi túng của võ đạo tông sư. À vốn là thần tộc, thân thể vốn mạnh hơn các luyện khí sĩ nhiều lần. Sau khi hóa thành nguyên hình của thần tộc Hiếu Mang thì thân thể lại càng mạnh, nên có thể dễ dàng sử dụng pháp môn của võ đạo tông sư. Kiếm tứ thức của Trung Nhạc không dám nói là có thể khiêu chiến luyện khí sĩ khai luân cảnh, nhưng đối với thoát thai cảnh thì không mấy luyện khí sĩ có thể kiên trì được lâu. Mà Hiếu Sơ Tình có thể đánh lâu như vậy, có thể thấy thân thể thần tộc Hiếu Mang của ả cường hãn cỡ nào. Ầm một tiếng, vài bước sau, phía sau Hiếu Sơ Tình truyền tới tiếng vang kinh thiên động địa, rõ ràng là đột phá vận tốc âm thanh, không khí bị ép cho phát ra tiếng sấm. Tốc độ của ả cực nhanh, phá vỡ âm chướng trong vòng 70 trượng, quả không hổ là thần tộc. Nay ả đã không còn chiến ý, không dám tiếp tục đánh với Trung Nhạc, bởi ngay khi ả cúi đầu nhìn dấu chân của Trung Nhạc thì đã bị mất đi tiên cơ, bị mộc kiếm khí của Trung Nhạc đánh lén trúng. Ả liền cứ thế mà trúng đòn, không thể đưa ra được chiêu nào. Mất một chiêu mất tất cả. Chiến đấu thật sự nó thảm khốc như vậy. Ả sai một chiêu đi nhìn dấu chân của Trung Nhạc bị kiếm khí trong đó đánh lén, rơi vào thế yếu. Ngay cả khi hóa thân thành thần tộc Hiếu Mang cũng chẳng làm gì được, liên tục bị chặt đi hai cái đầu, khiến cho ả chắc chắn thất bại. Lần này Trung Nhạc ra tay hoàn toàn khác với lúc hắn giao thủ với đám người đàm chân trong kiếm môn. Trận đấu với đám đàm chân chỉ là tranh tài giữa đồng môn. Tuy các đệ tử khác đều nói hắn ra tay quá nặng, thế nhưng thật ra hắn đã thu liễm rất nhiều. Còn trận chiến với Hiếu Sơ Tình này mới là trận chiến thực sự, lấy đánh lén để chiếm tiên cơ và không cho kẻ địch cơ hội tạm nghỉ, liên tiếp tấn công như mưa rền gió dữ, nhất định phải tiêu diệt được đối thủ. Hiện giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu Hiếu Sơ Tình chính là phải chạy trốn thật xa, không cho Trung Nhạc cơ hội giết ả. Chỉ cần thuận lợi bỏ chạy
là ta vẫn có cơ hội bẩm báo cho thần miếu được. Được thần miếu ban thưởng, cho dù tu vi và thân thể có bị thương thì cũng có thể chữa khỏi được. Thậm chí ta còn có thể trở thành thần sứ ở nhân tộc. Hiếu Sơ Tình lòng vô cùng chắc chắn thầm nghĩ, chỉ cần báo cho thần miếu thôi, có 10 tên trung nhạc thì cũng phải chết không có chỗ chôn. May là Trung Sơn Thị này không biết thuật phi hành. Hắn tuy học được thuật phi túng của võ đạo tông sư, tuy tốc độ không chậm, thế nhưng không thể đuổi kịp ta. Vừa nghĩ tới đây, một ánh đao sáng choang đột nhiên xuất hiện, cắt qua cổ ả. Đầu của Hiếu Sơ Tình bị chém bay, máu từ cổ phun ra tung tóe. Qua đôi mắt, ả thấy Trung Nhạc lưng mọc đôi cánh, cầm đao đi qua thi thể mình. Đôi cánh kia vô cùng hoa lệ, vô cùng chói mắt. Trên những chiếc lông vũ phủ kín đồ đằng văn, khi vỗ cánh, ánh lửa ngập tràn, thật giống như một ngọn lửa bay vụt qua không trung vậy. Không phải hắn không biết pháp môn phi hành như sao? Ý thức của Hiếu Sơ Tình càng lúc càng nhạt, tầm mắt tối dần, cuối cùng nhắm mắt lại. Thiên Tượng Lão Mẫu, Lãng Thanh Vân, các người lừa ta. Thần sứ yêu tộc Lãng Thanh Vân nói cho nàng biết rằng, từ dấu vết chiến trường ở trên đại nguyên hoang địa, người cứu quân Tư Tả kia không biết pháp môn phi hành chiến đấu. Mà Thiên Tượng Lão Mẫu nói cho ả rằng Trung Nhạc cũng không biết pháp môn phi hành chiến đấu. Khi quan sát trận chiến giữa Trung Nhạc và Đàm Chân, Hiếu Sơ Tình không thấy Trung Nhạc thi triển thuật phi hành chiến đấu, mà thông tin sai lầm ấy đã lấy đi mạng của ả. Đôi cánh lấp lánh kim quang sau lưng Trung Nhạc chính là cánh kim ô của Tam Túc Kim Ô. Trên đôi cánh ấy tràn ngập kim ô đồ đằng văn, đúng là thuật phi hành chiến đấu có chứa trong hình thái thứ hai của Đại Nhật Kim Ô. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển đôi cánh kim ô này, từ phía sau điên cuồng bay tới. Đôi cánh mở ra, khống chế phong hỏa lôi quang, khiến tốc độ nhanh tới mức khó có thể tin tưởng. Hiếu Sơ Tình phá vỡ âm chướng trong vòng 70 trượng, mà đôi cánh kim ô của Trung Nhạc lại chỉ cần 60 trượng. Tốc độ này có thể sánh với tốc độ khi hắn hóa thân thành Long Tướng. Sở trường của Long Tướng chính là tốc độ, mà đôi cánh này lại có thể sánh được với Long Tướng, khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Tốc độ của Hiếu Sơ Tình không bằng hắn, bị hắn vỗ cánh bay vượt qua, nên một đao rụng đầu cũng là chuyện bình thường. Ta đã giết ả rồi sao? Trung Nhạc ngẩn ra lẩm bẩm nói, Ta lại giết được một thần tộc ư? Mau hủy thi diệt tích thôi, không thể để lại dấu vết được, nếu không thần tộc Hiếu Mang sẽ tra ra ta. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên nghe Tân Hỏa nói, Nhạc tiểu tử, mau tìm thức khái của cái đầu bàn ngao đi. Nguyệt Linh mà ả nuốt vào chắc là chưa hoàn toàn tan biến đâu. Đây là cơ hội duy nhất để ngươi có được Nguyệt Linh. Trung Nhạc vội vỗ cánh bay tới chỗ cái đầu bàn ngao hỏi, Tân Hỏa, Hiếu Sơ Tình đã chết rồi, ta còn có thể cướp Linh được sao? Không phải chết rồi thì Linh sẽ tiêu tan sao? Tân Hỏa nói, Luyện khí sĩ chết rồi, hồn phách sẽ tiêu tan nhanh chóng. Người chết như đèn tắt vậy, mà tốc độ tiêu tan của Linh thì lại chậm hơn. Nếu có người tế bái, Linh càng khó tan đi. Linh không tiêu tan thì mới có thể cướp được Linh. Ta vốn để ngươi đạt được Nhật Nguyệt Song Linh, luyện nên linh hồn, thủy hỏa giao hòa, âm dương tương trợ. Tiếc rằng Nguyệt Linh đã bị thần tộc Kiếu Mang đánh cắp rồi. Này có Nguyệt Linh của tiểu bò cái này, có thể dễ dàng luyện thành Nhật Nguyệt Song Linh. Trung Nhạc thu cánh lại, hóa thành một ngọn lửa ầm ầm hạ xuống trước cái đầu bàn ngao của Hiếu Sơ Tình. Hắn động tinh thần lực đâm vào trong thức hải, chỉ thấy không gian thức hải của ả bắt đầu sụp đổ. Một mặt trăng và linh của một con thiên cẩu ba đầu cũng đang mở dần đi. Linh của thiên cẩu ba đầu này mới là linh thật sự của Hiếu Sơ Tình. Ả nuốt Nguyệt Linh vào trong là để thiên cẩu hấp thu Nguyệt Linh, làm tăng thực lực của thiên cẩu lên. Nay Hiếu Sơ Tình đã chết, cả hai linh đều đang tiêu tán dần. Trung Nhạc lập tức cảm ứng Nguyệt Linh, vừa cảm ứng vừa hỏi, Tân Hóa, luyện khí sĩ có thể đạt được song linh sao? Trong kiếm môn vốn không nghe nói gì về việc đạt được song linh, có thể thấy luyện khí sĩ cho rằng mỗi người chỉ có thể được một loại linh, mà Tân Hỏa lại bảo hắn cảm ứng Nguyệt Linh để đạt được Nhật Nguyệt Song Linh, hiển nhiên là trái với những gì người ta thường nghĩ. Tất nhiên rồi, Tân Hỏa nhanh chóng đáp. Vào thời xa xưa, có rất nhiều thần tộc đều có song linh, nhưng thứ này rất khó khống chế, lại dễ bị loạn. Hoàn thiện nhất phải nói là Nhật Nguyệt Song Linh này. Này người có linh của Đại Nhật Kim Ô rồi, lại được thêm Minh Nguyệt Tinh Thiềm này nữa
là có thể luyện thành nhật nguyệt song linh. Cô dương bất trường, cô âm bất sinh, âm dương phụ tá, long hổ tướng tế, sẽ khiến cho tu luyện đạt được nhiều ích lợi. Người nói loạn, loạn là như thế nào? Trung Nhạc đã cảm ứng được Nguyệt Linh, nghe Tân Hòa nói thì vội vàng hỏi. Rối loạn kia là sức mạnh của song linh tương khắc với nhau, nhiễu loạn hồn phách ngươi, tranh đoạt quyền làm chủ, chiến đấu với nhau trong hồn phách của ngươi. Thời xa xưa có nhiều thần tộc vì vậy mà đã chết đi. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, nhật nguyệt song tinh, mặt trăng không tự tỏa ra ánh sáng được, mà chỉ phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Còn mặt trời thì quá hung bạo, cần mặt trăng tới để điều hòa dương khí quá thịnh của mình. Nhật nguyệt song linh sẽ đảm bảo cho ngươi bình an vô sự. Trung Nhạc chần chừ không yên tâm cho lắm. Tân Hỏa trước nay chẳng đáng tin, nhất là lúc nào cũng đảm bảo là y như rằng càng không đáng tin. Thôi kệ, đây là cơ hội duy nhất để cảm ứng Nguyệt Linh, bỏ qua là không còn. Cho dù như thế nào, ta cũng phải đạt được Nguyệt Linh này trước đã. Trung Nhạc toàn tâm cảm ứng. Lúc này thức hải của Hiếu Sơ Tình còn đang không ngừng sụp đổ, nay đã hầu như sụp đổ không còn gì. Ngay khi thức hải hoàn toàn tan biến, mặt trăng bay ra khỏi thức hải của Hiếu Sơ Tình như một tia chớp chui vào trong thức hải của Trung Nhạc. Ra một tiếng, thức hải của Hiếu Sơ Tình tan biến, khiến tinh thần lực mà Trung Nhạc đưa vào thức hải của Hiếu Sơ Tình để cảm ứng Nguyệt Linh cũng tan biến, khiến hắn không khỏi hét lên. Luyện khí sĩ chết rồi, nếu lúc sống thực lực không đủ mạnh, linh hồn khó tránh được bạo động khi thức hải tan biến, linh hồn hóa thành tro tàn, không thể tồn tại. Tân Hỏa nói, chỉ có luyện khí sĩ đủ mạnh mới có thể ngăn cản uy năng khi thức hải tiêu tán thôi, bảo vệ được linh và hồn. Bảo vệ linh giống như đồ đằng của các thị tộc đại hoang, trải qua vạn năm thờ cúng đã trở nên cực kỳ mạnh, nhưng lại không có hồn phách riêng. Mà bảo vệ linh và hồn chính là thần linh. Thần linh bất diệt sẽ có cơ hội sống lại. Trung Nhạc nhìn vào thức hải của mình, thấy mặt trăng mặt trời chiếu rọi lẫn nhau, Nguyệt Linh được Nhật Linh tưới nhuần càng thêm sáng rõ, mà cũng không xuất hiện cảnh Nhật Nguyệt tranh chấp. Có người nói âm dương tương khắc, đó là nói bậy. Âm dương hỗ trợ lẫn nhau, là Nhật Linh trợ giúp Nguyệt Linh. Có ánh sáng mặt trời chiếu vào, ánh trăng sẽ càng mạnh, bởi vậy mới có thể càng mạnh hơn. Tân Hỏa chậm rãi nói, Nguyệt Linh mạnh làm cho âm dương trong cơ thể ngươi được điều hòa, chăm sóc hồn phách của chủ nhân. Hồn phách mạnh thì linh sẽ mạnh, tạo nên một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Trung Nhạc cẩn thận cảm ứng thì phát hiện đúng như lời Tân Hỏa, Nhật Nguyệt không tương khắc mà hỗ trợ lẫn nhau. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi mặt trăng, ánh trăng như thủy ngân chảy ra làm dịu thức hải và thân thể của hắn, tẩm bổ hồn phách, khiến Nhật Linh trở nên lớn mạnh hơn. Không có mặt trời, cây cỏ không sống được, không có mặt trăng, sinh sản không còn. Tân Hỏa tiếp tục nói, âm dương tương khắc là hiểu lầm về nước với lửa. Nước và lửa thuộc ngũ hành, chứ không phải âm dương. Âm dương không tương khắc mà tương trợ lẫn nhau. Người sẽ không tìm ra được bất cứ ví dụ nào chỉ âm dương tương khắc cả. Thiên đế thần tộc Phục Khi đời thứ tư, Thái Hạo, năm đó được gọi là Đông Hoàng, được tôn là Thái Nhất, Thái Dịch, vì hắn có nhật nguyệt song linh. Từ trong mắt của Tân Hỏa toát ra ánh sáng, chỉ thấy một bộ hoa văn đen trắng xuất hiện. Đó là một mặt trăng và một mặt trời quay xung quanh một vị thiên đế đầu rồng thân rắn nói. Đây là Nhật Thăng Nguyệt Lạc Thái Dịch Đồ, có người gọi nó là Thái Cực Đồ, kể về đạo âm dương tuần hoàn, nhật nguyệt song linh. Trung Nhạc nhìn Nhật Thăng Nguyệt Lạc Thái Dịch Đồ, chỉ cảm thấy hình ảnh này nói rõ về sự huyền diệu của âm dương. Nơi kết hợp của mặt trăng và mặt trời chính là thân thể của Thái Hạo Thiên Đế, hẳn là một loại pháp môn quan tưởng huyền diệu. Tân Hóa, tại sao lại có hiện tượng song linh rối loạn như vậy? Nghĩ tới điểm mấu chốt, Trung Nhạc vội quay ra hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa lắc đầu nói, song linh rối loạn chỉ tồn tại khi âm dương thất hành. Nhưng có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Bây giờ ngươi cần phải dung nhập Nguyệt Linh vào trong hồn phách của mình, tạo nên âm dương hòa hợp. Trung Nhạc không yên tâm cho lắm. Tân Hỏa thật chẳng đáng tin. Nếu đặt hy vọng lên người Tân Hỏa thì hắn đã chết từ lâu lắm rồi. Nhưng hắn nhanh chóng cảm nhận được lợi ích của Nhật Nguyệt song linh. Nhật Linh và Nguyệt Linh hỗ trợ lẫn nhau, khiến cả hai đều lớn mạnh, làm cho tinh thần lực, thân thể và hồn phách của Trung Nhạc cũng mạnh lên theo. Nhật Linh của ta là Đại Nhật Kim Ô, còn Nguyệt Linh là Tinh Nguyệt Ngọc Tiềm Thư.
Chẳng lẽ hai loại hình thái này mà rối loạn, dẫn tới tranh nhau làm chủ sao? Giờ chưa cần lo lắng điều này, phải hủy thi diệt tích trước vậy. Trung Nhạc nhanh chóng thu dọn thi thể của Hiếu Sơ Tình, lại giấy lửa đốt thi thể ả thành tro bụi. Cũng không thể để lại dấu vết chiến đấu được, nếu không người ta sẽ nhìn ra thần thông và công pháp mà ta sử dụng, từ đó sẽ tìm được ta. Hắn nhanh chóng di chuyển, xóa đi tất cả dấu vết với dấu chân của mình, không để lại chút gì. Hiếu Sơ Tình là nữ tử thuộc thần tộc Hiếu Mang, mà mũi của chó rất là tinh, chỉ như vậy sợ là vẫn để lại mùi của ta. Nghĩ tới đây, Trung Nhạc lập tức phóng lên cao, rồi dang rộng đôi cánh, dấy lên một trận hỏa lớn, đốt cả cánh đồng hoang này, rồi thân hình hắn lập tức biến mất ở phía chân trời. Lửa này hừng hực cháy trên hoang nguyên, bụi mà tràn ngập. Gió góp phần khiến đại hỏa lan ra mấy trăm dặm, gặp phải sông lớn mới ngừng lại, mà mấy ngày sau lửa mới dần tắt đi. Con gái ta chết rồi. Lúc này, trong thần miếu trùng trùng điệp điệp của thần tộc Hiếu Mang ở Tây Hoang, trước những tòa cung điện thần thánh mà cổ xưa có khắc bàn ngao ba đầu, có khi là thần nhân ba đầu, đủ mọi hình dáng kỳ quái. Ở trong thần điện lớn nhất, đại trưởng lão thần tộc Hiếu Mang sắc mặt rầu rĩ, nhìn hồn đăng vừa tắt ngấm ở trước mặt mình. Ái nữ của ta bị giết rồi, là tên nhân tộc trốn khỏi mặt trăng kia. Hồn đăng là ngọn đèn được châm bằng hồn phách. Hồn phách bất diệt, hồn đăng sẽ không tắt. Người của thần tộc Hiếu Mang không nhiều, tất cả đệ tử tương đối quan trọng đều có hồn đăng. Một là dùng để ý tới sinh tử của đệ tử, hai là có thể định vị được vị trí tử vong. Cảm ứng hồn đăng là có thể từ trong dao động của hồn đăng để tìm tới nơi hồn phách đã tắt. Nay hồn đăng của Hiếu Sơ Tình đã tắt, có nghĩa là hồn phách của ả đã tiêu tan, bị kẻ khác giết chết. Sơ Tình tuy không phải thuần huyết, nhưng là đứa con gái mà ta hết mực yêu thương. Đại trưởng lão Dư Lệ lẩm bẩm nói, khi vừa mới sinh ra, nó đã ăn thịt luôn mẹ nó rồi. Bậc thần quái này ở thần tộc ta cực kỳ hiếm có, nhưng lại bị kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng kia giết đi. Hiếu Linh Hiến, hãy mang theo hồn đăng tìm tới nơi muội muội người chết đi. Cho dù có đào ba tấc đất, lục tung 300 dặm, cũng phải tìm ra kẻ đó cho ta. Một nam tử thần tộc hùng tráng có ba đầu lập tức nhận lệnh, cầm một thanh trường thương bước ra khỏi hàng. Ba cái đầu cẩu cùng lên tiếng hỏi, đại trưởng lão, tìm được kẻ đó thì phải làm như thế nào? Hãy đưa y tới thần miếu, ta muốn đích thân xử lý hắn ta. Còn nữa, tìm thi cốt của muội muội ngươi đưa về đây, đưa vào thần miếu an táng cho ta. Rõ. Hiếu Linh Hiền cầm lấy hồn đăng lập tức đằng vân giá vũ rời đi. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói, con gái, hãy yên tâm, ta sẽ bắt được kẻ kia, bắt hắn chôn cùng với ngươi. 10 ngày sau, Hiếu Linh Hiền xách hồn đăng tới nơi Hiếu Sơ Tình đã chết. Gã phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy đâu đâu cũng cháy đen xì, không những không tìm được thi thể của Hiếu Sơ Tình, thậm chí chẳng có mùi để mà ngửi. Hiếu Linh Hiền sắc mặt xa sầm, lập tức lấy một chiếc gương ra, tế lên cầu nguyện một phen. Kính xin Linh Kính Hiển Linh chiếu ra phương vị của Sơ Tình muội muội. Tấm gương từ từ vận chuyển, nhưng lại không tỏa ra chút ánh sáng nào. Trán của Hiếu Linh Hiển toát ra mồ hôi lạnh. Linh của Sơ Tình bị người ta diệt rồi. Kẻ nào lòng dạ ác độc đến vậy đây? Ngay cả manh mối cuối cùng để tìm ra hung thủ cũng đã mất đi rồi. Gã ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này gã đang ở trung tâm của đại nguyên hoang địa. Phía trước là nơi tụ tập của yêu tộc Đông Hoang, phía sau là đại hoang nơi nhân tộc sinh sống. Sơ Tình muội muội bị thần sứ yêu tộc đưa tới kiếm môn của nhân tộc, nhưng lại chết ở đây. Nó sẽ không vô duyên vô cớ mà tới nơi này, nhất định là đi theo ai đó rồi. Kẻ này rốt cuộc là ai? Là thần sứ nhân tộc hay là kẻ trốn thoát khỏi mặt trăng kia đấy? Gã lập tức bay lên, khuôn mặt từ từ thay đổi, từ mặt bàn ngao dần biến thành khuôn mặt nhân tộc. Hai trong ba cái đầu không ngừng co rụt vào trong lồng ngực, sách thương bay về phía đại hoang. Tới nhân tộc vấn tội trước vậy, mặt khác trao đổi thông tin với thần sứ nhân tộc, cha xem là ai đã giết muội muội của ta. Kiếm môn của đại hoang lúc này đang vô cùng yên bình, nhưng Hiếu Linh Hiền tới lập tức dẫn lên một trận sóng to gió lớn. Hiếu Sơ Tình, nhân thần hỗn huyết đã chết, tiên thiên linh thể Nguyệt Diệu tới kiếm môn được một tháng ngắn ngủi,
đã bị người ta giết chết. Cường giả thần tộc Kiếu Mang tới vấn tội, vô cùng náo động. Từ trên xuống dưới của kiếm môn đều xôn xao bàn tán. Dù Hiếu Sơ Tình xuất thân từ thần tộc Kiếu Mang, nhưng trong cơ thể cũng có một nửa huyết thống nhân tộc. Hơn nữa, à lại có không ít người ủng hộ, nên tin à chết khiến không ít người thất hồn lạc phách. Mà Thủy Thanh Nghiên thì vô cùng hoảng sợ, lập tức đứng dậy đi tìm thần sứ, thầm nghĩ. Hiếu Sơ Tình bị Trung Sơn Thị giết chết rồi. Trung Sơn Thị có thể giết được á, thực lực tăng quá nhanh. Mà thiếu nữ Khâu Cấm Nhi thì ngơ ngác, lòng lo sợ bất an. Hiếu Sơ Tình chết rồi sao? Chẳng lẽ câu nói đùa của Trung Sư Huynh kia không phải là đùa? Lúc này, bão táp đang kéo tới, mà Trung Nhạc đã rời xa khỏi trung tâm của bão, tới Ưng Chuẩn Lĩnh ở Cô Hòa Thành, tiến vào miếu lão gia. Ồ, Long lão gia về rồi. Bốn cô thiếu nữ Xuân Hạ Thu Đông vui mừng, vội tới nghênh đón, tung tăng nhảy nhót không thôi. Thu Nhi chớp mắt dò hỏi. Lão gia muốn ăn gì? Yên tâm, lão gia không ăn các ngươi đâu. Trung Nhạc lúc này đã hóa thân thành Long Nhạc, đầu rồng thân người, phất tay nói. Lão gia vẫn ăn chay, mà lão gia tu luyện là đồng tử công nên không gần nữ sắc được. À đúng rồi, Khâu Bá đâu rồi? Bốn thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, Xuân Nhi buồn bã đáp. Khâu Bá bị một vị phu nhân đi ngang qua ăn rồi. Sao? Khâu Bá bị ăn rồi sao? Trung Nhạc lập tức cảm thấy ngực nghẹn lại vì tức giận, sắc mặt hắn sa sầm xuống. Là ai làm? Đồng Nhi khẽ trả lời. Là một vị phu nhân của núi Nhạn Minh. Vị phu nhân kia nói rằng trước kia Chuẩn lão gia rất hiếu khách, luôn tiếp đãi luyện khí sĩ khi đi ngang qua. Mà bây giờ Long lão gia làm chủ lại không cho ăn uống gì cả. Thế là có nghĩa gì đây? Bà ta cứ được ăn thịt người. Khâu Bá bèn để chúng em đi mời Hồ lão gia, Bạch lão gia. Chính mình lại bị vị phu nhân kia ăn đi. Vị phu nhân kia mang theo vài tên tùy tùng, ăn sạch nam nữ già trẻ của một thôn làng dưới chân núi rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Vị luyện khí sĩ núi Nhạn Minh này tên là gì? Hạ Nhi mau mồm mau miệng nói. Em nghe Hồ lão gia với Bạch lão gia kia gọi, vị lão gia đi ngang qua ấy là Như phu nhân. Hai vị lão gia cung kính với bà ta cực kỳ. Lúc tiễn bà ta đi rồi, hai vị lão gia còn nói với bọn em là núi Nhạn Minh là một ngọn núi bên cạnh Cô Hà Thành. Luyện khí sĩ ở nơi đó đều là người có uy tín cả, không dễ động vào. Như phu nhân sao? Trung Nhạc ghi nhớ cái tên này, bình tĩnh lại rồi nói. Ta không phải lúc nào cũng ở lại Ưng Chuẩn Lĩnh này, mà luyện khí sĩ lui tới không ít, khó tránh có một số kẻ ỷ vào thân phận địa vị tới ăn thịt các ngươi. Hôm nay lão gia trở về sẽ thay đổi hiện trạng này. Ta sẽ để lại cho nhân tộc trên lãnh địa của ta một đồ đằng thần chú. Sau này các ngươi chỉ cần tế bái thần chú là ta có thể cảm nhận được. Uy lực của thần chú này tuy không mạnh, nhưng các ngươi không ngừng thờ cúng là có thể tăng uy lực của nó lên, đủ để canh giữ một phương. Bốn cô thiếu nữ nghe vậy thì mừng rỡ, bởi đồ đằng thần chú chính là bảo vật mà thị tộc nhân tộc nào cũng có được. Chỉ có thị tộc yêu tộc mới xứng đáng có được đồ đằng thần chú, hơn nữa còn là thị tộc có quy mô lớn. Còn các ngươi nữa? Trung Nhạc nhìn bốn thiếu nữ, thấy cô nào cô nấy đều được linh dược nuôi cho có tư chất tuyệt hảo, da trắng nõn như phủ sữa, bèn nói. Ta sẽ truyền thụ cho các ngươi vài pháp môn tu luyện. Các ngươi hãy cố gắng tu luyện, tương lai có tư cách luyện thành luyện khí sĩ. Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hiểu linh, cho các ngươi trở thành luyện khí sĩ. Cả bốn thiếu nữ đều vừa mừng rỡ lại vừa khiếp sợ, bởi vì nhân tộc ở Đông Hoang đều là gia súc, nào có tư cách tu hành đây. Không ngờ vị Long lão gia này lại muốn truyền thụ cho các nàng pháp môn tu hành, thậm chí còn có thể trở thành luyện khí sĩ. Cả bốn đều vội vàng quỳ lại cảm ơn. Trung Nhạc giơ tay ra đỡ, khiến bốn cô không quỳ xuống được. Những cô gái này tuổi chỉ nhỏ hơn hắn 1-2, lại là đồng tộc Trung tổ tiên, sao hắn có thể nhận cái quỳ lại này của bọn họ cho được? Thực lực của ta chưa đủ mạnh, không thể để lộ thân phận, nên không thể truyền thụ cho bọn họ công pháp kiếm môn được, mà công pháp ta biết lại không nhiều. Trung Nhạc cẩn thận suy tính rồi đột nhiên nghĩ ra. Vậy truyền thụ cho bọn họ nguyệt lượng đồ đằng, làm cho bọn họ quan tưởng minh nguyệt tinh thiềm đi. Giờ mặt trăng đã không còn nguyệt linh, bất cứ ai đi cảm ứng mặt trăng cũng chỉ cảm ứng được linh của thần tộc Kiếu Mang.
chỉ biết tầm bổ cho thần linh kia. Nguyệt linh của Trung Nhạc là nguyệt linh chân chính, ngoài thần tộc Hiếu Mang ra thì sợ là độc nhất vô nhị. Nguyệt linh cũng có 3 hình thái. Hình thái thứ nhất là Minh Nguyệt, có tất cả 32 đồ đằng văn. Hình thái thứ hai là Tinh Nguyệt Ngọc Thiềm, có 56 đồ đằng văn. Còn hình thái thứ ba là Nguyệt Thần, phả linh thể hợp nhất thì mới tu luyện được. Dọc đường đi, Trung Nhạc chăm chỉ điêu khắc mặt trăng, cân nhắc thấu triệt 32 đồ đằng văn của hình thái thứ nhất. Nhưng chuyển thụ chúng cho 4 thiếu nữ không biết gì về việc tu luyện này, còn khó hơn cả lĩnh ngộ linh. Trung Nhạc mất nửa tháng trời mới khiến các nàng nhớ kỹ 32 đạo đồ đằng văn của Nguyệt Linh, tạo nên hình thái mặt trăng. Còn huyền cơ và ảo diệu chứa trong những đồ đằng văn này thì dựa vào cái đầu không biết gì của cả 4 cô nàng, hoàn toàn không có khả năng lĩnh ngộ được. Chờ tu vi bọn họ cao lên mới lĩnh ngộ được những thứ này. Giờ việc cả 4 phải làm là quan tưởng mặt trăng, gia tăng tinh thần lực của mình. Những cô này có khởi điểm cao hơn ta năm xưa rất nhiều. Trung Nhạc không khỏi thở dài, hâm mộ nhìn 4 thiếu nữ đang khổ tu. Năm đó, thứ đầu tiên mà hắn tu luyện là kiếm môn quan tưởng quyết. Quan tưởng kiếm môn là loại công pháp bình thường nhất, mà lại không có linh đan diệu dược giúp tăng cường cường độ thân thể. Chỉ tu luyện một lát là khiến tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, rơi vào ngủ say, nếu không thì sẽ vét sạch cơ thể. Bởi vậy, kẻ càng nghèo thì tốc độ tu hành càng chậm, vì việc ăn no mặc ấm còn chưa lo được, nào đủ hơi đủ sức mà đi tu luyện đây. Trung Sơn Thị, nơi Trung Nhạc được sinh ra, là một thị tộc nhỏ nhất trong ba số 3.000 thị tộc ở Đại Hoang. Các đệ tử ngoại môn khác tốt xấu gì còn có tộc nhân chu cấp, còn hắn lại hai bàn tay trắng, nên tốc độ tu luyện tất nhiên là chậm hơn người khác rất nhiều. Còn 4 thiếu nữ này vừa bắt đầu đã tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết, quan tưởng mặt trăng, tinh luyện tinh thần. Không chỉ như vậy, Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết còn là một loại công pháp luyện thể, làm cho tinh thần, thân thể và hồn phách cùng mạnh lên. Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết hơn kiếm môn quan tưởng quyết rất nhiều lần. Không chỉ như vậy, 4 thiếu nữ này còn được chuẩn kiêu dùng linh dược nuôi lớn, nên ngay cả từng lỗ chân lông cũng có chứa linh tính, dường như nhẹ nhàng véo làn da một cái là có thể chảy ra nước. Nên việc tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết với các cô nàng rất dễ dàng. Không biết có thể cùng tu luyện Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết với Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết hay không đấy. Trung Nhạc vừa quan tưởng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết, vừa điêu khắc đồ đằng thần trụ. Bên người hắn, một mặt trăng nhỏ quay xung quanh thân thể, ánh trăng tứa lên cơ thể và tinh thần. Hắn cẩn thận cảm ứng sự khác biệt giữa công pháp này và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết chú trọng việc trùng luyện. Luyện là luyện hóa đi tạp chất trong cơ thể, dùng sức sống mạnh mẽ luyện đi tạp chất, rồi tinh khí thần thú ảo tới bổ sung vào những nơi trống không trong cơ thể. Tạp chất ít đi, thân thể tất nhiên sẽ mạnh mẽ. Còn Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết thì chú trọng tôi luyện. Tôi ở đây là tăng lên, như nước chảy, như ngân tương rửa sạch tạp chất trong cơ thể. Thân thể được tưới nhuần tất nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Bởi vì đây đều là hai loại pháp môn luyện thể nên không thể cùng vận hành, nếu không sẽ xuất hiện hiện tượng công pháp va chạm nhau. Cho nên hiện tại Trung Nhạc chỉ có thể dùng Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết xong rồi mới lại dùng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết tôi thể, khá là bất tiện. Nên hắn mới nghĩ tới chuyện kết hợp hai loại pháp môn này lại. Qua không lâu sau, Trung Nhạc điêu khắc ra một cây đồ đằng thần trụ. Chỉ thấy trên đồ đằng trụ có vẽ long tướng đồ đằng. Nếu lê dân tế bái sẽ khiến tinh thần lực giao cảm thúc giục long tướng đồ đằng, làm cho đồ đằng từ trong đồ đằng thần trụ hóa thành một con long tướng canh giữ thôn trang. Long tướng là biểu tượng cho thân phận của hắn. Dẫu sao Trung Nhạc giả danh Long Nhạc ở lãnh địa yêu tộc, nên có khắc đồ đằng văn của long tướng thì luyện khí sĩ yêu tộc khác vào lãnh địa của hắn nhìn thấy đồ đằng trụ là biết đây là địa bàn của hắn. Hắn lập tức điêu khắc cây đồ đằng trụ thứ hai, mà sau lưng của hắn mặt trời hiện ra, thử cùng vận chuyển với mặt trăng, đồng thời dùng Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết cùng rèn luyện thân thể. Chỉ là đồng thời quan tưởng hai thứ này, không lâu sau liền xuất hiện tình huống xung đột, làm Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Trong không trung thấy tất cả các ngôi sao, bao gồm cả hành tinh mà chúng ta đang sinh sống, đều quay xung quanh mặt trời, mà nhìn lên từ dưới đất thì lại là mặt trời và mặt trăng quay xung quanh trái đất của chúng ta. Trung Nhạc suy tư nghĩ, mà Thái Cực Đồ Tân Hỏa đã cho ta xem là trăng trời đều quay tròn xung quanh Thái Hạo Phục Khí. Muốn hai thứ không xung đột với nhau
thì mấu chốt hẳn là ở nơi này rồi. Hắn bắt đầu cải biến Minh Nguyệt Bảo Chiếu Quyết và Đại Nhật Bảo Chiếu Quyết. Hai loại công pháp này đều dùng bảo chiếu rèn luyện thân thể nên rất dễ xung đột với nhau. Đồng thời vận chuyển cả hai loại pháp môn tất nhiên là rất khó khăn. Mà hai loại pháp môn này khó mà hòa làm một được. Nếu muốn hòa làm một thì ở âm dương phải tăng thêm một vòng nữa, đó là hình rồng, biến thành đạo Long Văn Tuyến ở trung tâm mặt trăng và mặt trời trong thái cực. Âm dương ngăn cách với nhau, nhật nguyệt xoay tròn quanh Long Văn Tuyến. Như vậy là có thể tập hợp được thế mạnh của cả hai loại công pháp này rồi. Thái Hạo Phục Hy đầu rồng thân rắn vốn là Long Văn Tuyến tách biệt âm và dương, bởi vậy mới có Thái Hạo Thái Cực Đồ. Mà trong Thái Cực Đồ của Thái Hạo Phục Hy, việc quan tưởng Thái Hạo thật quá phức tạp, nên Trung Nhạc lấy Long Văn thay thế. Ta hiện giờ có Giao Long Đồ Đằng Văn và Long Tướng Đồ Đằng Văn, có thể tạm thời tạo nên đạo Long Văn ở trung tâm của Thái Hạo Đồ. Mà Giao Long Đồ Đằng Văn hoàn toàn là pháp môn luyện thế, tương đương của ba loại công pháp luyện thế vào làm một rồi. Mắt hắn dần sáng lên, càng lúc càng sáng ngời. Cuối cùng hắn đã tìm ra được cách dung hợp ba loại luyện thể quyết. Trung Nhạc vừa điêu khắc đồ đằng thần trụ, vừa thử kết hợp cả ba công pháp lại. Tới khi hoàn thành tất cả đồ đằng trụ, hắn đã bước đầu tiên kết hợp được ba môn công pháp kia lại. Trung Nhạc thử vận chuyển, liền thấy Long Văn quấn thân, nhật nguyệt quay xung quanh hắn. Tuy lúc vận hành còn hơi đình trệ, nhưng thân thể lại cảm ứng được Đại Nhật Bảo Chiếu ngưng luyện, Minh Nguyệt Bảo Chiếu rèn luyện và Long Lực được thêm vào. Loại pháp môn luyện thể mới này hay gọi là Nhật Nguyệt Bảo Chiếu Kinh. Trung Nhạc đứng dậy gọi bốn cô gái Xuân Hạ Thu Đông tới, giao số đồ đằng trụ đã điêu khắc xong cho các nàng, để các nàng phân phát tới mỗi thôn xóm trong lãnh địa của mình. Như phu nhân núi Nhạn Minh. Trung Nhạc rời khỏi miếu lão gia đi xuống chân núi. Tân Hỏa đột nhiên hỏi: Nhạc tiểu tứ, như phu nhân chỉ là tiểu thiếp thôi, hơn nữa còn là loại thiếp rất được yêu chiều, có địa vị không thua kém gì phu nhân. Người nếu giết vị như phu nhân này, tất sẽ khiến cho phu quân của ả tới đây. Tiểu thiếp của kẻ này là luyện khí sĩ, sợ rằng kẻ này có địa vị với thực lực không hề thấp đâu. Cho dù có là ái thiếp của thiên vương lão tử mà ăn thịt nhân tộc di chứng của ta, ta cũng bắt phải đền mạng. Trung Nhạc lắc lắc người nói: Ta ở kiếm môn bó tay bó chân, không thể giết ai đánh ai được. Nhưng đã ở yêu tộc này, ta là ác long, ai chọc ta, ta sẽ thịt kẻ đó ngay. Lại nói lúc bây giờ, sau khi nghe Tân Hỏa phân tích xong, Trung Nhạc lắc người nói: Cho dù có là ái thiếp của thiên vương lão tử mà ăn thịt nhân tộc dưới trứng của ta, ta cũng bắt ả phải đền mạng. Ta ở kiếm môn bó tay bó chân, không thể giết ai đánh ai được. Nhưng ở yêu tộc này, ta là ác long, ai chọc ta thì ta sẽ thịt kẻ đó thôi. Hey, kẻ này không giống với những kẻ thừa kế Tân Hỏa trước đây mà ta đã từng dạy dỗ. Lúc trước những kẻ thần tộc Phục Hy thuần huyết kia đều là kẻ có giáo dưỡng lịch sự nho nhã cả, có khí phái của hoàng tộc. Còn hắn ư, động tí lên đầu giết người, thật quá bạo lực mà. Tân Hỏa so sánh một phen, phát hiện Trung Nhạc quả thực không giống những người thừa kế trước đây. Hắn thầm nghĩ, nhưng muốn sống yên thân ở cái nơi hoang dã như yêu tộc này, hắn quả thực là phải giơ nắm đấm tạo thế rồi, nếu không sẽ bị những luyện khí sĩ yêu tộc kia đè đầu cứ cổ mất thôi. Lại nói, Trung Nhạc đi tới một thôn làng bên dưới chân Ưng Chuẩn Lĩnh, liền thấy thôn này không còn một bóng người, thậm chí cả gà vịt cũng không có. Trên tường và mặt đất đầy những vết máu đã khô. Trên dưới hơn 100 người, cả già trẻ, nam nữ gái trai, đã bị vị như phu nhân cùng thuộc hạ của ả đi ngang qua ăn thịt sạch. Thiếu niên đứng trong thôn xóm một lúc lâu, rồi đột nhiên cất bước đi ra ngoài, đôi cánh sau lưng giang ra, bay tới núi Nhạn Minh. Ta muốn tranh quyền làm người một lần cho người trong lãnh địa của ta. Hôm nay ta sẽ lập uy ở yêu tộc. Một canh giờ sau, Trung Nhạc đi tới núi Nhạn Minh. Nơi này núi xanh sâu thẳm, trùng trùng điệp điệp, thế núi nhấp nhô hệt như trận thế tự nhiên. Cách đó mấy trăm dặm chính là Cô Hà Thành. Kẻ có thể ở lại đây tu luyện thường là luyện khí sĩ có quyền thế bên trong yêu tộc. Trung Nhạc thu cánh lại, cất bước đi vào trong núi. Nơi này cung điện mọc khắp nơi,
những ngôi nhà tường trắng, mái đỏ giấu mình trong núi xanh, trông rất thanh tĩnh. Thi thoảng lại có yêu quái mặc y sam đi lại trong núi, đều là những yêu quái như xà lang hổ báo chưa tu thành luyện khí sĩ. Trung Nhạc chặn một tên báo yêu lại hỏi: "Như phu nhân đang ở đâu?" Tên báo yêu kia nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì hoảng sợ, vội khom người nói: "Như phu nhân đang ở trong Dưỡng Tâm Điện, trong Tử Vân Phong, xin hỏi tiền bối là..." "Luyện khí sĩ Ưng Chuẩn Lĩnh Long Nhạc muốn gặp như phu nhân nhà các ngươi." Trung Nhạc phất tay nói: "Người dẫn đường đi." Tên báo yêu kia không dám chậm trễ, vội đi trước dẫn hắn tới Tử Vân Phong. Trung Nhạc hỏi: "Như phu nhân là thiếp của ai?" "Bẩm tiền bối, như phu nhân là nhị phu nhân của Diêm Tam Lập Diêm Lão Gia. Tiền bối không biết Diêm Lão Gia sao?" Trung Nhạc lắc đầu hỏi tiếp: "Diêm Tam Lập có tu vi cảnh giới gì?" Điều này tiểu nhân không rõ. Cách đây không lâu, Diêm Lão Gia đã chuẩn bị khai luân, không biết có thành công hay không." Thì ra là thoát thai cảnh viên mãn." Trung Nhạc khẽ gật đầu. Không lâu sau, tên tiểu yêu kia đưa hắn tới trước cửa Tử Vân Phong, khom người nói: "Tiền bối xin chờ cho một chút, tiểu nhân đi thông báo cho như phu nhân." "Không cần." Trung Nhạc lắc đầu nói: "Người đứng ở đây là được rồi." Báo yêu kia ngẩn ra, không hiểu hắn có ý gì. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn thấy thì Tử Vân Phong này không lớn, rộng chừng 10 dặm, cao chỉ 200-300 trượng. "Cao 200-300 trượng, rộng 10 dặm, vậy là đủ rồi." Trung Nhạc lẩm bẩm, lưng giang đôi kim cánh vỗ, khiến thân hình dần bay lên. Chỉ lát sau đã tới không trung bên trên Tử Vân Phong. Ở bên dưới chứng khí mịt mù, Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy tất cả nữ yêu tinh, cả lớn cả nhỏ, đều sống trong miếu thờ ở Tử Vân Phong, đều là yêu quái ăn thịt người. Báo yêu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Thì ra tinh thần lực như đại dương mênh mông trào ra từ trong mi tâm của Trung Nhạc, như một biển vàng từ trên không chút xuống. Tinh thần lực kia đã luyện được giống như kim dịch, rơi xuống dưới phát ra những tiếng rồng ngâm. Tinh thần lực của Trung Nhạc bắt đầu biến hóa thành những con giao long hừng hực ánh lửa, dương nanh múa vuốt nhào xuống. Mỗi con giao long này dài tới hơn 10 trượng, hung mãnh nhào tới, không chỉ mang theo lửa mà còn cả lôi âm. Trong khoảnh khắc, trên không trung Tử Vân Phong đều là loại giao long này. Quần long bay múa vây toàn bộ Tử Vân Phong lại, rồi lập tức phóng xuống. Ầm một tiếng, nhìn đám cự long kia chui vào trong Tử Vân Phong, báo yêu kia kinh hãi muốn chết, lại thấy toàn bộ Tử Vân Phong rung rung. Đám cự long tiến vào chui ra, sơn thạch bay loạn, miếu thờ sụp đổ. Nhưng những tiếng kêu thảm vang lên, đám nữ yêu tinh trong miếu thờ đều bỏ chạy tán loạn, rồi táng thân trong long khẩu, long chảo và biển lửa. Không lâu sau, cả Tử Vân Phong bị quần long săn thành bình địa. Sau đó, quần long bay lên, chui vào trong mi tâm của Trung Nhạc, không còn chút tung tích nào. "Không có luyện khí sĩ, chỉ là một đám tiểu yêu tinh, xem ra như phu nhân không ở đây rồi." Trung Nhạc thất vọng, lắc mình bước đi. Tên báo yêu kia toàn thân run run, đi lên đống đổ nát của Tử Vân Phong. Phóng mắt nhìn thì thấy tất cả yêu quái trên núi đã chết sạch, không còn một con nào còn sống. Cả một Tử Vân Phong to như vậy này đã bị săn thành đất bằng. Họa lớn rồi. Báo yêu vội vàng hóa thành nguyên hình phóng đi Cô Hà Thành. "Phải mau thông báo cho Diêm Lão Gia, xảy ra tai họa lớn rồi." Cùng lúc đó, những yêu tộc khác trên núi Nhạn Minh đều ra nhìn, thấy Tử Vân Phong bị đánh cho thành bình địa, yêu quái bên trong không con nào sống sót. Cả đám sắc mặt kịch biến, lập tức chạy tới Cô Hà Thành. Thấy vậy, Trung Nhạc không nhanh không chậm đi theo sau đám yêu tộc này, thầm nghĩ: "Đi theo bọn chúng nhất định sẽ tìm được vị như phu nhân kia." Không lâu sau, đám yêu tộc núi Nhạn Minh trèo đèo lội suối đi tới Cô Hà Thành, lao như điên trên đường phố. Trung Nhạc nhàn nhã đi theo phía sau bọn họ, chỉ thấy những yêu tộc này không lâu sau liền tới con sông trong thành. Chỉ thấy con sông núi lửa này rộng như một hồ nước, trên hồ có những chiếc thuyền hoa xuôi dòng và trôi đi. Có thể bước lên thuyền hoa trên con sông lớn này đều là những yêu tộc có máu mặt ở Cô Hà Thành. Cô Hà Thành có mấy trăm luyện khí sĩ, mà kẻ có tư cách bước lên thuyền hoa cũng chỉ có hơn 10 vị. Đám yêu tộc tới từ núi Nhạn Minh kia chạy như điên, dọc theo bờ sông, nhanh chóng
tìm kiếm từng chiếc thuyền hoa một. Trung Nhạc thì thảnh thơi đi sau bọn họ, tựa như một vị luyện khí sĩ đang vừa đi vừa ngắm phong cảnh vậy. Lúc này, bên trong một chiếc thuyền hoa, Diêm Tam Lập dẫn theo hai vị phu nhân đang cùng vài luyện khí sĩ khác nghe hồ nữ đàn hát, thưởng thức cảnh sắc bên hồ. Vị như phu nhân kia đột nhiên cười nói: "Lão gia à, mấy ngày trước thiếp có đi ngang qua Ưng Chuẩn Lĩnh, đúng lúc thấy đói nên muốn ăn vài ké cho đỡ đói. Nhân tộc ở Ưng Chuẩn Lĩnh lại nói với thiếp rằng bọn họ đã đổi lão gia mới rồi, là một long tộc tên Long Nhạc. Bọn họ đều là tài sản của Long Nhạc, không cho thiếp ăn. Thiếp nhớ tới vị chuẩn kiêu sư huynh nhiệt tình thành thực kia lại chết trong tay thằng nhã Long Nhạc này, lòng tức không có chỗ chút, liền ăn thịt hơn 100 người bọn họ. Giờ mới nhớ tới việc này, bỗng cảm thấy không ổn." "Long tộc, Long Nhạc sao?" Diêm Tam Lập hừ lạnh một tiếng: "Một tên ngoại tộc từ vạn dặm xa xôi chạy tới yêu tộc ta, nghĩa là gì đây? Rõ ràng là không thể sống nổi ở Long tộc nữa rồi, nên mới chạy tới yêu tộc ta ra vẻ ta đây. Hắn giết Trần Kiêu, ta không tới xử hắn đã là khai ân rồi. Ăn 100 người của hắn ta thì có thể làm gì đây?" Một luyện khí sĩ yêu tộc cười nói: "Long Nhạc sao? Ta cũng nghe nói qua người này là một vị thiếu niên Long tộc mới tới yêu tộc ta, cách đây không lâu vừa tu thành luyện khí sĩ xong." "Vậy lỡ như tên Long Nhạc đó tìm tới thì..." Vị như phu nhân kia lo lắng nói: "Đừng lo, Long Nhạc dù cho có là Long tộc cũng chỉ là một tiểu bối mới tu thành luyện khí sĩ mà thôi. Luyện khí sĩ mà chưa tu thành linh hồn hợp nhất, cho dù có là Long tộc thì cũng chỉ là sơn dương đợi ta làm thịt mà thôi." Diêm Tam Lập thản nhiên nói: "Mà ta đã sớm linh hồn hợp nhất rồi, vô cùng mạnh, lại sắp bước vào khai luân cảnh nữa. Nếu hắn không biết điều, ta muốn xử hắn thế nào thì xử thế đó thôi." "Diêm huynh đừng khinh địch." Một tên luyện khí sĩ khác vội vàng nói: "Cách đây không lâu, Long Nhạc này quay về Đông Hải, nghe nói là vì đã học được mấy loại thần thông khá mạnh. Nếu để cho hắn biết như phu nhân ăn gia súc của hắn ta, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy mất mặt, tới gây sự với huynh đấy." "Diêm lão gia, đại phu nhân, như phu nhân, việc lớn không xong rồi." Bỗng đám yêu tộc ban nãy tìm được thuyền hoa nơi Diêm Tam Lập đang ở, từ bờ sông xa xa hô to nói: "Tai họa lớn rồi, có một vị có khuôn mặt của Long tộc đánh sập Tử Vân Phong ở núi Nhạn Minh ta rồi, nhà hoàn với thị nữ đều chết cả rồi." Chiếc thuyền hoa kia từ từ dừng lại, chấn song của thuyền được mở ra. Đám người Diêm Tam Lập đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bờ sông, nghe nói như vậy, Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến, quát lớn: "Cái gì?" Mà như phu nhân bên cạnh y cũng biến sắc mặt, the thé kêu lên: "Tử Vân Phong của ta bị làm sao rồi?" "Thì ra là ở đây." Mà lúc này bên bờ sông, Trung Nhạc nhàn nhã bước tới. Khi đi tới chỗ ngang bằng với thuyền, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thuyền hoa, động thời khẽ điểm mũi chân. Dầm một tiếng, bốn phía xung quanh thuyền hoa, những cột nước phóng lên cao, hơn chục cột nước bao vây thuyền hoa lại. Những cột nước cao hơn 10 trượng này đột nhiên biến hóa, biến thành những con dao long to lớn, dương nanh múa vuốt đánh tới thuyền. Rầm rầm. Những tiếng rầm rầm vang lên, chỉ trong giây lát, thuyền hoa bị hơn 10 con dao long nước xuyên thủng, vỡ tan tành. "To gan!" Từ trong khoang thuyền vang lên một tiếng gầm, Diêm Tam Lập thét lên, sóng âm rung chuyển khiến đám yêu tộc tu vi thấp ở hai bên bờ bị chấn cho tai, mắt, mũi đều chảy máu. Từ trong đám dao long đang quấn loạn, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc cùng hai nữ tử bay lên, né tránh sự vây công của đàn dao long. Lệ khí bắn ra từ trong mắt Diêm Tam Lập, y nhìn phía Trung Nhạc, cũng là từ trong khí tức của đám dao long nước này mà cảm ứng được khí tức của Trung Nhạc. "Đông Hải, Long Nhạc sao?" Trung Nhạc mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Diêm Tam Lập cười lạnh, đang định nói gì thì sắc mặt đột nhiên kịch biến kêu lên: "Như Nhi, mau tránh ra!" Xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang xuất hiện từ trong dao long nước. Vị như phu nhân kia ngẩn ra, đầu trượt xuống khỏi cổ, máu phun khắp nơi, hai đoạn thân thể rơi vào trong nước. Đạo kiếm quang này chính là san hô kiếm khí. Trung Nhạc khi điểm mũi chân xuống đất thì san hô kiếm khí cũng chui vào trong lòng đất, từ đó tiến vào trong dòng sông, giấu mình trong cơ thể dao long nước.
Diêm Tam Lập và hai vị luyện khí sĩ cùng hai vị phu nhân né tránh giao long, nhưng lại không chú ý tới san hô kiếm khí được giấu bên trong giao long. Mà bản thân loại kiếm khí này lại vốn màu trắng, chui vào trong nước thì khó mà nhận ra được, nên đã lấy được mạng của vị như phu nhân này. Đông Hải Long Nhạc bái kiến Diêm huynh. Trung Nhạc thu san hô kiếm khí lại, chào từ đằng xa. Diêm huynh dạy dỗ người nhà không nghiêm, lòng mẫu bất tài, đành phải quản giáo như phu nhân này thay người vậy. Như nhi của ta. Diêm Tam Lập toàn thân run rẩy, đột nhiên thét to, mặt sông ngầm ầm nổ tung, nước sông bị yêu khí cuồng bạo của y dấy lên sóng lớn, hung hăng đánh tới các kiến trúc hai bên bờ sông. Trung Nhạc đứng trên bờ, sóng dữ kia vọt tới, đánh bay tất cả yêu tộc bốn phía, mà sóng ấy đến trước mặt của hắn thì tự động tách ra đôi bên, hệt như bị đao gọt búa bổ, không chút xuống người hắn chút nào. Diêm Tam Lập đứng trong yêu khí vô cùng dày đặc, đôi mắt đỏ sẫm như máu, nhìn chừng chừng Trung Nhạc. Long Nhạc, như phu nhân của ta chỉ ăn trên dưới 100 con gia súc của ngươi, mà ngươi lại phá hủy Tử Vân Phong rồi giết như phu nhân của ta, ta với ngươi thù không đội trời chung. Hai vị luyện khí sĩ đứng bên cạnh Diêm Tam Lập liên tục gật đầu nói: Long Nhạc sư đệ thật quá lỗ mãng rồi, gia súc có như thế nào cũng chỉ là gia súc thôi, sao có thể vì vài con gia súc mà lại hại như phu nhân được. Gia súc sao? Trung Nhạc cười ha ha, lắc đầu nói: Diêm sư huynh, những nhân tộc này chính là mấu chốt của việc thờ cúng linh hồn ta, phu nhân ngươi ăn bọn chúng rồi chính là đối nghịch với ta. Ta quản giáo á thay ngươi là vì tốt cho ngươi thôi, tránh việc á lại tiếp tục đắc tội cường giả mà ngươi không đắc tội nổi. Ta giết á cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới phải. Hai tên luyện khí sĩ kia cả giận mắng: Ngươi thật không biết lý lẽ mà, tính mạng của gia súc há có thể đánh đồng với như phu nhân được. Như phu nhân ăn thịt vài con gia súc của ngươi, cùng lắm thì trả lại cho ngươi, sao có thể giết bà ấy được. Trung Nhạc đằng đằng sát khí nói: Hôm nay ngươi tới ăn của ta, ngày mai hắn đến ăn của ta, sợ rằng không tới mấy ngày ta đã nghèo rớt mùng tơi rồi. Thực không dám giấu các vị, ta mới tới yêu tộc nên phải lập uy. Như phu nhân không đi chọc người khác lại cố tình tới gây chuyện với ta, ta đang lo không có đối tượng để lập uy đây, nay á tự chạy tới, tất nhiên là phải ra tay với ả rồi. Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây cũng chính là để lập uy, để nói cho cô Hà Thành biết được lãnh địa của ta, ngoài ta ra bất kỳ yêu tinh yêu quái nào cũng không được động vào, nếu không ta giết không tha. Mục đích của hắn chính là báo thù cho những nhân tộc bị ăn thịt kia mà lại giả tá danh nghĩa lập uy. Yêu tộc luôn thịnh hành kiểu cá lớn nuốt cá bé, tin phục cường giả, nên lấy danh nghĩa giết như phu nhân để lập uy sẽ không khiến yêu tộc phản cảm với nghi ngờ. Nếu hắn nói mình báo thù cho đám nhân tộc bị ăn thịt, như vậy sẽ bị hoài nghi ngay, bởi trong lãnh địa của yêu tộc, nhân tộc chẳng khác gì gia súc cả. Chết đi! Diêm Tam Lập giống lên, sau lưng đột nhiên hiện ra đôi cánh màu hắc kim, cánh răng ra phát ra những tiếng lăng keng. Ngay sau đó Diêm Tam Lập liền nhào tới nơi cách Trung Nhạc mấy trượng. Rào rào! Diêm Tam Lập giơ tay lên đẩy mạnh ra, sóng to ngưng tụ trước trường hung hăng đánh tới. Trung Nhạc cũng giơ tay, bàn tay của hai người cách nhau sóng to như đỉnh núi này, nhưng sức mạnh lại thông qua nước trong sóng mà đùng đùng va chạm. Sóng kia ầm ầm nổ tung, bị sức mạnh khủng bố của cả hai ép cho thành những màn kiếm do thủy kiếm biến thành, bắn ra hai bên. Những tiếng rít rít vang lên, bờ sông bị màn mưa kiếm kia cào ra vô số dấu vết khá là sâu. À! Diêm Tam Lập điên cuồng hét to, chân phát lực hung hăng đụng với bàn tay của Trung Nhạc. Ngay khi sóng nước bị trưởng lực của hai người ép thành màn nước, những ánh sáng màu hắc kim kia đột nhiên chui qua màn nước chém xuống Trung Nhạc. Y vỗ đôi cánh của mình chém ra phía trước. Với những sợi lông vũ sắc như kiếm, đôi cánh này của y không phải nhờ quan tưởng mà có, mà là cánh thật. Bản thể của y vốn là dị chủng của hồng nhạn, thiết nhạn tu luyện thành tinh, hàng năm ăn vật làm từ thiết kim. Thiết kim tích lũy trong cơ thể sẽ được thiết nhạn đưa tới trong xương với cánh, dần dần luyện cho đôi cánh trở thành binh khí. Mà Diêm Tam Lập lấy Diêm làm họ vì Diêm với nhạn đồng âm, để chứng minh rằng mình không quên nguồn cội.
y đã luyện được cánh của mình thành hồn binh từ mấy năm trước. Mỗi một cái lông vũ đều luyện thành đồ đằng văn, lấy vũ làm kiếm chính là điều mà chủng tộc của y tinh thông. Mà xương cốt trong cơ thể y tuy không thể khắc đồ đằng văn, thế nhưng trải qua ngày ngày rèn luyện nên cũng rất chắc chắn, không thua gì hồn binh. Bởi vậy y mới có gan lao tới đánh giáp lá cả với Trung Nhạc. Về mặt cận chiến, y là cao thủ hiếm có của cô Hà Thành. Trước khi tranh chấp với một vị luyện khí sĩ yêu tộc, vừa cận chiến một cái là y đã cắt sạch da thịt khỏi người đối thủ, chỉ còn lại bộ xương không. Trung Nhạc nhấc chân dẫm thật mạnh, nguồn sức mạnh trong đôi tay lập tức bùng nổ hoàn toàn, mà nước ầm một tiếng bay ra phía trước. Diêm Tam Lập lập tức cảm thấy nguồn sức mạnh đánh úp lại, mà còn áp chế cả y, khiến y lảo đảo lùi ra đằng sau. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay Trung Nhạc liên tục va chạm với lông vũ của Diêm Tam Lập, phát ra những tiếng leng keng và những chuỗi tia lửa. Bốn đạo kiếm khí lại có thể ngăn cản vô số kiếm vũ. Diêm Tam Lập bị sức mạnh của bàn tay Trung Nhạc đẩy lui, nhưng vẫn như gió lốc nhào tới. Mà đúng lúc này, đại phu nhân của y giết lên, tế hai thanh nhạn linh đao rồi chém tới Trung Nhạc. Phu nhân, mau mau lùi lại, đừng có tham gia. Diêm Tam Lập sắc mặt kịch biến. Lại đúng lúc này, Trung Nhạc búng hai ngón tay. Hai thanh nhạn linh đao kia chính là hồn binh luyện nên từ lông vũ của Diêm Tam Lập, cũng trải qua muôn ngàn đoán luyện. Nhưng va chạm với hai đạo kiếm khí bắn ra từ ngón tay của Trung Nhạc lập tức vỡ tan tành. Trung Nhạc vỗ tay một cái, các mảnh vỡ nhạn linh đao bay ngược trở lại, phập phập phập. Đại phu nhân khẽ run rồi bị mảnh vỡ của nhạn linh đao găm trúng người, ngay cả trán cũng xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, không kịp kêu một tiếng mà ngã xuống đất. Như phu nhân vừa chết, nay cả đại phu nhân cũng bị Long Nhạc giết rồi. Hai vị luyện khí sĩ kia vốn định giúp Diêm Tam Lập một tay, thấy thế dùng mình vội dừng bước lại. Người giết hai phu nhân của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi. Diêm Tam Lập giống lên, điên cuồng lao tới, đôi cánh không ngừng vỗ tới. Cùng lúc đó, vươn chảo vươn quyền, điên cuồng mà đánh Trung Nhạc. Trung Nhạc lập tức khiến kim kiếm khí tán đi, hóa thành từng tấm huyền vũ kim linh thuẫn. Những tấm khiên di chuyển, ngăn cản kiếm khí tới từ đôi cánh. Long tướng kiếm khí hạ xuống đất, hóa thành một con long tướng cao tới 4 trượng, có lẽ tấn công Diêm Tam Lập từ đằng sau. Mà từ đầu ngón tay của Trung Nhạc, san hô kiếm khí bay qua bay lại, còn dưới chân thì một kiếm khí chém tới đôi chân của Diêm Tam Lập. Ầm ầm. Hai người nhảy vào trong nhà cửa bên bờ, nhà lập tức sụp, bị kiếm khí phá thành mảnh vụn. Diêm Tam Lập không phải đối thủ của Long Nhạc. Lúc này trên mặt sông, một con thuyền hoa bay tới, vài vị luyện khí sĩ yêu tộc trẻ tuổi ngồi xếp bằng trong thuyền hoa, nhìn trận chiến trên bờ. Một luyện khí sĩ thiếu niên liếc nhìn vài lần, cười nói: Diêm Tam Lập chắc chắn sẽ thua. Mấy vị luyện khí sĩ tuổi có vẻ không lớn nghe vậy buồn bực hỏi: Huyền cơ huynh sao lại nói như vậy? Diêm Tam Lập là cao thủ gần như là vô địch trong cảnh giới thoát thai cánh ở cô Hà Thành này. Cho dù là ở hãm không thành thì cũng có thể nổi danh trong thoát thai cảnh rồi. Vì sao Huyền cơ huynh lại nói hắn không phải là đối thủ của Long Nhạc vậy? Không sai, Diêm Tam Lập nay chưa tế vân linh nguyên thần của y lên, mà nguyên thần của y thiên biến vạn hóa, hơn nữa đã tu luyện tới đại viên mãn rồi, sắp tiến vào khai luân cánh. Chỉ cần y đưa nguyên thần ra, Long Nhạc chắc chắn sẽ thua thôi. Vị thiếu niên có tên Ngư Huyền Cơ kia nghe vậy bèn lắc đầu. Thế nhưng chưa kịp giải thích thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ mặt sông: Vân linh nguyên thần của Diêm Tam Lập rất mạnh, nhưng nguyên thần của đối thủ y lại còn mạnh hơn. Nếu nguyên thần của Long Nhạc không mạnh, y không thể nào luyện kiếm pháp tới mức xuất thần nhập hóa như vậy được. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn thì thấy một thuyền hoa đang bay tới. Một nữ tử ôm đàn tỳ bà ngồi trước chấn song thuyền hoa cũng đang xem cuộc chiến trên bờ. Ồ, Hồ Thất Muội! Ngư Huyền Cơ dùng mình híp mắt lại. Nữ tử ôm đàn tỳ bà kia mọc một đôi tai hồ ly lông xù, nghe tiếng mẹ đứng dậy cúi thấp người và nói: Huyền Cơ huynh! Thất Muội sang đây chứ? Ngư Huyền Cơ đứng dậy cười nói mời mọc: Người nghe nói tới sự kiện kia nên vội vàng trở về ư? Hồ Thất Muội đứng dậy bay ra khỏi thuyền hoa, dừng ở trước người Ngư Huyền Cơ, đôi tai hồ ly rung lên một cái nói: Không sai,
hãm không thành chú, thu một đệ tử quan môn, rồi sau sẽ không thu thêm đồ đệ nữa. Chuyện lớn như vậy, ta sao có thể bỏ qua cho được. Đệ tử này chỉ có một, không biết vị luyện khí sĩ nào sẽ có duyên phận đạt được đây. Ngư Huyền Cơ quay sang nhìn trận chiến trên bờ sông, thản nhiên nói: Thất muội hãy yên tâm, chúng ta chưa trở lại hãm không thành, ta sẽ không xuống tay với ngươi. Vào hãm không thành rồi, ta mới có thể đường đường chính chính đánh bại ngươi, cho ngươi tuyệt cái ý tưởng đó đi. Hồ Thất Muội bật cười, nụ cười vô cùng quyến rũ. Huyền Cơ huynh vẫn thích nói đùa như ngày nào. Hai ta quyết đấu, tiểu muội sẽ giúp ngươi sửa lại trang dung, khiến ngươi giữ được nụ cười này. Ngư Huyền Cơ cười lạnh nói: Long nhạc này không tới sớm cũng không tới trễ, lại đúng vào lúc này trở lại cô Hà Thành, phỏng chừng cũng là vì chuyện hãm không thành chú thu đồ đệ rồi. Hồ Thất Muội kia rung tay nói: Diêm Tam Lập tới nay chưa đột phá Khai Luân cảnh, chẳng phải cũng là vì chuyện hãm không thành chú thu đồ đệ ư? Tuyệt học của hãm không thành chú Yêu Thần Minh Vương Kinh chính là công pháp mạnh nhất của Đông Hoang, nổi danh với đại tự tại kiếm khí của Kiếm Môn. Ai không muốn đạt được chân truyền đây? Yêu Thần Minh Vương, sự hấp dẫn của nó với Long tộc cũng rất lớn à? Diêm Tam Lập đưa nguyên thần ra rồi, ta rất muốn biết nguyên thần của Long Nhạc là gì đấy. Nàng ta còn chưa nói xong, chỉ thấy tiếng huyết gió không ngừng truyền đến, càng lúc càng cao. Sau lưng Diêm Tam Lập hiện ra nguyên thần của một loài chim, đầu ưng cao tới 4-5 trượng, bốn cánh răng rộng, bay phủ nửa mẫu. Cùng lúc đó, đôi cánh sau lưng Diêm Tam Lập rung lên như đao kiếm rào rào thoát thể, khắp trời là kiếm khí ầm ầm từ bốn phương tám hướng phóng tới Trung Nhạc. Chí điểu nguyên thần này vô cùng hung ác, Diêm Tam Lập thông qua chí điểu nguyên thần điều khiển kiếm vũ chém tới Trung Nhạc. Đồng thời, chí điểu vỗ cánh, hai móng bắt lấy đôi tai của Trung Nhạc. Mà sau lưng Trung Nhạc, ánh lửa hừng hực bốc lên, một con đại nhật kim mô bay ra. Thần điểu ba chân chỉ cao có một thước, sải cánh chỉ rộng 4 thước, so với chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập thì quả là quá nhỏ bé. Mấy tháng nay Trung Nhạc chăm chỉ không ngừng tu luyện, lại thêm Nhật Nguyệt Bảo Chiếu Kinh rèn luyện, đại nhật kim mô mới cao hơn 1 thước. Chứ lúc trước đại nhật kim mô của hắn chỉ cao có 1 tấc, trông nhỏ bé tới đáng thương. Là linh của mặt trời, đại nhật kim mô sao? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ đứng bật dậy, không thể tin tưởng được mà nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Long tộc quả nhiên lợi hại và hùng hậu, lại có thể khiến cho Long Nhạc đạt được đại nhật kim mô. Đại nhật kim mô và Vân Linh chí điểu nguyên thần, một con cao 1 thước, một con lại cao tới 4-5 trượng, quả thực chênh lệch quá lớn. Nhưng hai loại linh này lại cách biệt một trời một vực. Chí điểu chỉ được gọi là thần quái, là Vân Trung Linh, còn đại nhật kim mô là Thái Dương Nguyên Linh, Linh Trung Thần Điểu. Dù kém xa, nhưng khi Vũ Linh đụng phải Nhật Linh, lợi chảo va chạm, lợi chảo sắc bén trắng kiện như trụ của chí điểu nguyên thần lập tức bị gãy. Đại nhật kim mô vỗ cánh bay lên, giơ vuốt chụp vào đầu chí điểu. Cùng lúc đó, vô số kiếm vũ tung bay bắn về phía Trung Nhạc, kiếm vũ dày đặc lập tức khiến Trung Nhạc rơi vào hiểm cảnh. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ kinh hô, đây chắc chắn là sẽ lưỡng bại câu thương, sợ rằng hai vị cao thủ này sẽ chết thảm, kẻ sẽ bị nguyên thần giết, người sẽ bị chém thân thể. Đột nhiên từ trong cổ họng Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp, thân thể hắn lập tức biến hóa, long lân trong khoảnh khắc chảy rộng thân thể. Trên mỗi một tấm long lân phủ kín huyền vũ đồ đằng văn, biến vô số long lân trên cơ thể thành lá chắn. Hắn vẫn giữ nguyên hình, mình người, đầu rồng, chưa hóa thành long tướng, chỉ thúc giục nội đan thần thú trong thức hải, rót ra nhiều tinh khí, khiến thân thể mọc ra long lân. Lại quan tưởng huyền vũ đồ đằng văn trên long lân, thi triển lân thuẫn phòng ngự. Những tiếng bạo kích con con không ngừng truyền tới, đám kiếm vũ đánh vào long lân tuôn ra tia lửa, mà chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập vỗ cánh bay vút đi, tránh được công kích của đại nhật kim mô, không dám chiến tiếp. Diêm Tam Lập vừa thu cánh lại, kiếm vũ khắp trời bay trở lại lắp vào cánh, vỗ cánh định bay lên. Lại đúng lúc này, long tướng do long tướng kiếm khí biến thành cắp lấy chân y, kéo y từ trên không trung xuống, không thể bay lên. Đôi chân y bị mọc kiếm khí trên mặt đất cắt cho máu chảy đầm đìa, lân phiến chân bị cắt vỡ. Diêm Tam Lập giống lên, lập tức hóa nguyên hình, chính là một con thiết nhạn cao tới 7 trượng, hình thể vô cùng hùng tráng. Y giang cánh,
kiếm quang tung bay liên tục mà chém tới phía trước. Một người một nhạn ầm ầm đánh nhau hệt như hai con cự thú đang tranh chấp vậy. Nhà cửa dọc theo bờ sông ầm ầm sụp xuống, đám yêu tộc cũng vội vã chạy khỏi các ngôi nhà kia. Cô Hà Thành là nơi yêu tộc tụ tập mà thường xuyên có kẻ không hợp lời là vung tay đánh nhau, nhưng luyện khí sĩ giao chiến với nhau như Trung Nhạc và Diêm Tam Lập thì lại cực ít. Hai luyện khí sĩ đều lấy sức mạnh cơ thể để chiến đấu, nhưng Trung Nhạc phát lực tốt hơn, dùng sức mạnh nghiền ép đối thủ. Dù Diêm Tam Lập có khí lực khá lớn nhưng vẫn liên tục bại lui. Kiếm quang xung quanh thân thể y cũng chỉ tạo được một chút rắc rối nhỏ cho Trung Nhạc mà thôi. Không chỉ như vậy, long tướng kiếm khí còn tấn công sau lưng y, làm cho y cả trước lẫn sau đều gặp khó. Trung Nhạc buông phòng ngự, điên cuồng tấn công. Kim kiếm khí, san hô kiếm khí bao vây lấy Diêm Tam Lập, hòng tìm kiếm sơ hở. Hắn không sử dụng kiếm lục thập tứ thức, mà loại kiếm trận này quá nổi tiếng. Thủy Tử An trưởng lão dựa vào môn tuyệt học này tung hoành ngang dọc, giết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nên mới nổi tiếng khắp thiên hạ. Nếu thi triển kiếm tứ thức, sợ rằng sẽ bị người ta nhận ra, bởi vậy hắn chỉ sử dụng phương pháp khống kiếm bình thường. Dù vậy, đại nhật nguyên thần của hắn đã vận dụng kiếm tới mức xuất thần nhập thánh, qua lại như quỷ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diêm Tam Lập phần lớn đều đề phòng bốn đạo kiếm khí nên rơi vào thế bị động. Ầm một tiếng, Diêm Tam Lập bị một quyền của Trung Nhạc đánh cho bay vào trong một tòa lầu khác. Tòa lầu kia lung la lung lay rồi sụp xuống. Một đám yêu tộc vừa nhảy vừa bay vội vã bỏ chạy. Những kẻ không kịp chạy thì bị lầu kia đè xuống không rõ sống chết. Trung Nhạc khẽ vẫy tay, kim kiếm khí xuất hiện trong tay. Hắn rung tay, kiếm khí như tơ lập tức thẳng tắp đâm vào trong tòa lầu đã sụp kia. Dừng tay lại! Một tiếng hét to truyền đến. Trung Nhạc nhắm mắt làm ngơ, kiếm khí bắn thẳng tới Diêm Tam Lập bị ép dưới tầng lầu kia. Đột nhiên một bóng người giáng xuống, hoành thân che giữa Diêm Tam Lập và kim kiếm khí của Trung Nhạc. Hắn quát lớn: Long tiên sinh dừng tay, cô hồng tử thành chủ đã tới rồi. Kim kiếm khí lập tức dừng trước đầu mũi người nọ, rồi thu lại, rút vào trong ngón tay của Trung Nhạc. Người nọ chính là quản sự của cô Hà Phủ, lúc này chán kín mồ hôi thầm nghĩ: Sao vị Long tiên sinh này lại có thực lực tiến bộ thần tốc như vậy? Lần trước gặp hắn ta còn chưa phải luyện khí sĩ, mà nay đã có thực lực có thể được gọi là cao thủ ở cô Hà Thành này rồi. Trung Nhạc thu kiếm khí, áy náy nói: Sư huynh tới chậm một bước, Diêm Tam Lập đã chết rồi. Sao? Chết rồi ư? Quản sự kia khiếp sợ, vội quay đầu nhìn lại thì thấy Diêm Tam Lập đã chết. Sao có thể như vậy? Y vội nhìn lên trên trời, thấy đại nhật kim ô nguyên thần của Trung Nhạc bay về, mà vân linh chí điểu nguyên thần của Diêm Tam Lập đã bị kim ô mổ sọ, óc đã bị đốt thành tro. Nguyên thần chết, hồn phách không còn, chủ nhân chúng tất nhiên cũng mất mạng theo. Hồn phách trong chí điểu nguyên thần kia đã tiêu tan, chỉ còn lại vân linh chí điểu bị ánh mặt trời chiếu qua cũng bắt đầu tan rã như tuyết. Vừa rồi ta cản kiếm khí của Trung Nhạc, lại không kịp ngăn cản hai nguyên thần đánh nhau. Quản sự kia áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng, nhìn Trung Nhạc một cái, lắc đầu nói: Long tiên sinh muốn lập uy thì cứ tự nhiên, chỉ là lúc ra tay lại quá độc ác rồi. Ba vợ chồng Diêm Tam Lập đều bị ngươi chém cả. Trung Nhạc lắc đầu nói: Nếu thực lực của ta mà kém một bậc, giờ ta cũng bị hắn giết rồi. Thắng bại sinh tử đều được quyết định bởi thực lực, kém cỏi bị giết đi không thể trách đối thủ được. Hey, thật đáng tiếc, Diêm Tam Lập vốn có thể tu luyện tới khai luân cánh, mở ra ngũ hành luân, lại nghe nói hãm không thành chủ muốn tu quan môn đệ tử nên mới áp chế tu vi, không đột phá khai luân cánh, tránh việc mất tư cách kia. Cô hồng tử bước trên mặt sông, nhìn thi thể Diêm Tam Lập, lắc đầu thở dài. Y vốn đại diện cho cô Hà Thành xuất chiến, mà nay bị ngươi giết rồi, thật oan uổng. Trung Nhạc thu đại nhật nguyên thần chào nói: Đông Hải Long Nhạc bái kiến cô hồng thành chủ. Thành chủ, theo ý của ta, Diêm Tam Lập chết không hề oan chút nào. Ồ, cô hồng tử nhìn Trung Nhạc đầy thú vị. Nếu ngươi đưa ra được lý do, ta sẽ không phạt ngươi. Trung Nhạc mỉm cười: Y đắc tội với ta, ta giết y lên nổi danh. Ta mạnh hơn y
nên y mới chết ở trong tay ta. Ta giết y, tất nhiên là ta sẽ đại diện cô Hà Thành tham chiến rồi. Y thua kém ta, mà đại diện cô Hà Thành đi xuất chiến chắc chắn sẽ thua. Còn ta đi đánh thắng quần hùng, thành chủ tất nhiên sẽ cảm thấy vinh quang. Ta thấy được từ trong mắt của ngươi là dã tâm hừng hực. Cô Hồng Tử nhìn chằm chằm Trung Nhạc nói: dã tâm của ngươi quá lớn, hẳn là vì ngươi ở Long Tộc đã bị đè nén, không thể phóng thích ra được, nên mới rời khỏi Long Tộc mà tới yêu tộc ta, để có thể đạt được dã tâm của mình. Nhưng dã tâm cao, chiến ý mạnh là một chuyện tốt à? Được thôi, ngươi hãy đại diện cho cô Hòa Thành ta tham chiến đi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, bước lên trước rồi nói: thành chủ, khi ta chưa tu thành luyện khí sĩ thì đã có lãnh địa rộng 500 dặm. Nay ta đã thành luyện khí sĩ rồi, mà còn là thoát thai cánh, ta muốn lãnh địa lớn hơn, nô bộc nhiều hơn. Cô Hồng Tử khoát tay áo nói: người giết Diêm Tam Lập thì chính là chủ nhân núi Nhạn Minh. Lãnh địa trong vòng ngàn dặm của Diêm Tam Lập sau này chính là địa giới của ngươi. Trung Nhạc mừng rỡ. Cô Hồng Tử cất bước tới nói tiếp: loại luyện khí sĩ có dã tâm như ngươi rất khó khống chế, nhưng ta tin là ta có thể khống chế được ngươi. Nếu ngay cả ngươi mà không khống chế được, tương lai ta sao có thể trở thành chúa tể của Đông Hoang đây. Hãm không thành chủ kia thật muốn thịt hắn quá mà. Trung Nhạc nhìn cô Hồng Tử đi xa thầm nghĩ: cô Hồng Tử này cũng không phải kẻ thiện gì, nói dã tâm ta bừng bừng, thế nhưng dã tâm của y đâu có nhỏ, còn muốn làm thịt Hãm không thành chủ cơ mà. Nhưng yêu tộc cạnh tranh khốc liệt như vậy, hung tàn như vậy, còn hơn kiếm môn ta mấy lần. Khôn sống, mống chết, tất cả sẽ sinh ra cường giả. Về mặt cạnh tranh, kiếm môn ta thua kém yêu tộc rất nhiều. Hắn vừa nghĩ tới đây, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong sông: Long sư huynh, có thể tới đây ngồi một chút được không? Trung Nhạc quay lại nhìn thì thấy một nam một nữ đang ngồi trong thuyền hoa, còn có vài vị luyện khí sĩ ngồi cùng. Nữ ôm đàn tỳ bà, nam thì ngọc thụ lâm phong. Cho dù là y phục hay tóc tai thì đều chỉnh tề, không hề rối loạn chút nào. Khi giao thủ với Diêm Tam Lập, Trung Nhạc đã chú ý tới hai người này, cảm ứng được nguồn sức mạnh khủng bố từ trong cơ thể bọn họ. Đây đúng là cao thủ. Lúc này nghe nam tử kia mời, hắn lập tức cất bước đi xuống sông. Mặt sông dầm một tiếng, một con sao long nước bay ra nâng hắn lên, đưa hắn tới trên chiếc thuyền hoa kia. Đông Hải Long Nhạc bái kiến hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Trung Nhạc lên tiếng chào hỏi. Hai người kia đứng dậy hoàn lễ. Ngư Huyền Cơ cười giới thiệu qua về gã và Hồ Thất Muội rồi nói: chúng ta cũng nghe nói Hãm Không Thành Chủ muốn thu một đệ tử quan môn, truyền thụ cho tuyệt học Yêu Thần Minh Vương Quyết, nên mới chạy từ bên ngoài về. Ta sớm biết là sẽ gặp được các thanh niên tuấn kiệt, vốn định tới cô Hà Thành này xem Diêm Tam Lập coi y có bản lĩnh gì, để tới lúc gặp ở Hãm Không Thành còn tiện phòng bị. Lại không ngờ Diêm Tam Lập đã bị Long Sư Huynh giết rồi. Trận chiến này khiến ta xem mà lòng sợ hãi à. Phét lác mà. Hồ Thất Muội cười lạnh một tiếng nói: Huyền Cơ huynh, bản lĩnh của ngươi có tăng lên hay không thì ta không biết được, thế nhưng cái sự giả dối kia lại tiến bộ lên rồi. Diêm Tam Lập vốn chẳng được ngươi để ở trong mắt mà. Long Nhạc huynh, nếu gặp phải kẻ này ở bên trong quyết đấu, cứ thẳng tay mà giết chết đi, chứ đừng có mà do dự, nếu không sẽ bị y giết ngay. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói: hai vị sư huynh sư tỷ, với việc thu đồ đệ lần này của thành chủ, ta chưa biết nhiều, hai vị có thể nói cho ta biết được không? Lần này Hãm Không Thành Chủ thu đồ đệ là luyện khí sĩ thoát thai cánh, bởi vậy tất cả luyện khí sĩ thoát thai cánh ở Đông Hoang ta đều từ các nơi gấp gáp trở về. Hồ Thất Muội nói: đệ tử Kha Luân Cánh đã định tính định hình, không còn triển vọng, nên chỉ lấy đệ tử thoát thai cảnh thôi, mà tuổi phải trẻ, không được vượt quá 30. Lần này rất nhiều cao thủ, không ngờ ở đây lại gặp được hai vị cao thủ này. Nàng ta cười khanh khách nói: tiểu muội nghĩ tới tương lai sẽ sửa sang di dung cho hai vị sư huynh, lòng vui vẻ muốn phát điên luôn rồi. Ngư Huyền Cơ cũng cười ha ha nói: hiện tại cách quyết đấu còn sớm mà, thật muội đã muốn chết như vậy, ta với Long Nhạc sư huynh sẽ giúp ngay. Trung Nhạc thu vẻ mặt của hai vị cường giả này vào trong mắt cười nói:
Xin hỏi hai vị, trong thoát thai cánh ở Đông Hoang này thì có những cao thủ nào vậy? Rất rất nhiều. Ngư Huyền Cơ đáp: Đông Hoang không chỉ có đại lục rộng lớn vô biên, còn có hải vực hải đảo. Trong hải vực có Liêu Hoàng Đảo với Cẩm Tú Đảo và Phong Sắt Đảo. Tuy Liêu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo bị tổn hại thực lực thảm trọng trong thần thú lĩnh, nhưng đó là thế hệ trước thôi, còn thế lực trẻ thì chưa hao tổn gì. Đảo chủ Phong Sắt Đảo tuy không phải là kẻ cự phách, nhưng cũng là nhân vật khá mạnh của thế hệ đi trước rồi. Đệ tử của y có đủ hạng người nổi tiếng. Ngoài ba đảo đó ra, còn có Tứ Quan Lục Thành. Sáu thành gồm Cô Hà, Thần Dực, Thanh Minh, Lạc Anh, Phong Cốc và Dương Thành. Tứ quan thì gồm Thanh, Bạch, Viêm, Huyền. Tất cả đều có cao thủ trẻ tuổi, nhất là Tứ quan. Vì nơi đó là biên cương, đều có những kẻ đã trải qua nhiều trận tử chiến, khá là biêu hãn đấy. Mà thánh địa lớn nhất của yêu tộc Hãm Không Thánh Thành lại chính là nơi cao thủ tập hợp. Trung Nhạc cười nói: Nếu nhiều đối thủ như vậy, hùng mạnh như vậy, ba người chúng ta cần gì phải đánh đấm ở chỗ này, có đúng không nào? Hồ Thất Muội bật cười: Chính vì nhiều đối thủ quá nên mới phải tranh thủ xử lý bớt đi, sau này cơ hội của ta sẽ lớn hơn. Ngư Huyền Cơ cũng cười nói: Đúng là ý đó, chẳng qua hiện nay chúng ta có ba người, cho dù ai ra tay trước cũng khó mà giải quyết được. Trung Nhạc thế mới hiểu lý do tại sao bọn họ lại đằng đằng sát khí như vậy. Thì ra là muốn loại bỏ bớt đối thủ trước trận chiến chọn đồ đệ của Hãm Không Thành chủ. Mà hắn giết chết Diêm Tam Lập, kẻ vốn chuẩn bị tới Hãm Không Thành, bởi vậy Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội mới tưởng nhầm là hắn cũng vì trận chiến chọn đồ đệ kia mà tùy tiện tìm lý do tiêu diệt Diêm Tam Lập. Dẫu sao lý do của Trung Nhạc quá sứt sẹo, chỉ vì trên dưới 100 miệng ăn mà hủy đi Tử Vân Phong, giết Như Phu Nhân, nào có long tộc nào như vậy. Thì ra là vậy. Trung Nhạc hiểu ra bèn cười nói: Hai vị sư huynh sư tỷ, chúng ta muốn loại bỏ cường giả khác trên đường đi, người ta sao không muốn loại bỏ chúng ta được? Nếu đối phương có một người, chúng ta ai cũng không sợ, nhưng nếu có hai hoặc ba người thì ai có thể ngăn cản đây? Hồ Thất Muội rung tay nói: Vậy ý của ngươi là? Ý của ta, trong trận chiến chọn đồ đệ, chúng ta hãy thoải mái chém giết nhau, còn trên đường đi này, chúng ta hãy hợp tác vào. Trung Nhạc nghiêm mặt đáp: Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nếu không thì cả ba chúng ta đều không thể tới Hãm Không Thành được. Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ liếc nhau đều gật đầu. Trung Nhạc cũng thở phào một hơi. Vì lập uy, cũng vì đạt được địa vị cao ở yêu tộc, hắn cần một thân phận khác, không thể nghi ngờ là đệ tử Hãm Không Thành chủ là địa vị yên ổn nhất. Nhưng có một vấn đề, đó là hắn hoàn toàn không rõ Hãm Không Thành ở nơi nào. Nếu có Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ dẫn đường thì thoải mái hơn nhiều. Mà điều quan trọng nhất là Trung Nhạc không biết gì về đám cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc. Mà Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ là hai yêu tộc, chắc chắn sẽ biết. Được thôi. Ngư Huyền Cơ mắt sáng lên cười nói: Nếu như vậy, ta cũng thích thú khi được cùng Long Nhạc huynh với Thất Muội loại bỏ bớt vài kẻ trên đường tới Hãm Không Thành. Hồ Thất Muội mỉm cười: Đám cao thủ đó thảm rồi đấy. Trung Nhạc cũng cười nói: Các vị chờ lát, ta xử lý xong chuyện lãnh địa của mình, ba ngày sau sẽ cùng các vị chạy tới Hãm Không Thánh Thành. Long Nhạc huynh đi nhanh về nhanh. Trung Nhạc rời thuyền hoa, lúc lên bờ thì thấy quản sự Cô Hà Thành đang chờ, bèn nói: Sư huynh đợi lâu rồi. Quản sự kia vội cười nói: Mời Long tiên sinh. Trung Nhạc đi theo y, hai người tới phủ Cô Hà. Quản sự kia phân chia lại lãnh địa cho Trung Nhạc, đưa 1000 dặm của núi Nhạn Minh vào trong danh nghĩa của Trung Nhạc rồi nói: Này lãnh địa của Long tiên sinh đã không còn là nhỏ, sợ rằng một mình tiên sinh không quản lý hết được. Theo ý của ta, tiên sinh có thể mua mấy luyện khí sĩ nhân tộc làm nô lệ, hoặc chọn vài tên luyện khí sĩ làm thuộc hạ, phân chia lãnh địa cho tiện quản lý. Trung Nhạc như có suy nghĩ nói: Luyện khí sĩ nhân tộc có thể quản lý sao? Có gì là không thể. Quản sự kia cười đáp: Mua mấy tên luyện khí sĩ nhân tộc làm nô lệ, khống chế linh hồn là có thể khiến chúng làm việc cho ta, còn an tâm hơn đám luyện khí sĩ yêu tộc.
bởi chúng không dám phản bội, chỉ là giá của lũ này khá đắt thôi. Lần này Long tiên sinh tới hãm không thành, nơi đó có bán luyện khí sĩ nhân tộc, tiên sinh có thể mua được vài tên ở đó. Trung Nhạc thầm nghĩ, thì ra là vậy. Nếu đám Xuân Nhi, Hạ Nhi mà tu thành luyện khí sĩ thì không cần lo cho thân phận của bọn họ nữa rồi. Trung Nhạc cảm ơn quản sự rồi quay về Ưng Chuẩn Lĩnh. Hắn triệu tập 4 cô gái Xuân Hạ Thu Đông rồi cùng tới tiếp quản núi Nhạn Minh. Diêm Tam Lập để lại không ít thuộc hạ ở núi Nhạn Minh. Nay cây đổ bầy khỉ tan, sau khi Trung Nhạc giết Diêm Tam Lập và hai vị phu nhân, đám yêu tinh yêu quái biết chuyện bèn cướp sạch đồ của Diêm Tam Lập và đại phu nhân, sau đó cuốn gói bỏ chạy. Trung Nhạc vào nơi đây chỉ thấy một số yêu quái đang mở bảo khố cuốn lấy bảo vật rồi bị hắn búng tay giết chết. Đám yêu tinh yêu quái còn lại không dám cử động, vứt hết tài bảo xuống đất. Nhưng vẫn có một số tài bảo, bảo bối bị trộm đi, bị bọn tinh quái thông minh giấu trong động phủ của mình. Trung Nhạc hừ lại một tiếng, tuôn tinh thần lực ra, chỉ chốc lát sau sấm sét rền vang, từng con giao long bơi qua giữa lôi đình, bay qua bay lại, thi thoảng lại hiển lộ hình thể to lớn của mình. Cảnh tượng giữa không trung ấy khiến người ta vô cùng sợ hãi. Trên những đỉnh núi Nhạn Minh, đám yêu tinh yêu quái mặt dại ra đầy khiếp sợ. Rào rào, những con giao long hung ác ló đầu ra khỏi tầng mây nơi sấm rền gió chấp giật, thò xuống từng đỉnh núi. Từ long nhãn dấy lên ánh lửa hừng hực như một mặt trời nhỏ vậy. Tài phú! Trung Nhạc mở miệng, đám giao long hung ác kia cũng đồng thời mở miệng, quay tròn xung quanh từng đỉnh núi, nhìn chằm chằm đám yêu tinh yêu quái. Tất cả tinh quái ở núi Nhạn Minh đều là của cái của Long Lão Gia, là đầy tớ của Long Lão Gia. Long Lão Gia chỉ cần nghĩ thôi là có thể lấy mạng các ngươi ngoài dặm xa. Long Lão Gia có thể một bước vượt núi băng biển. Cho dù các ngươi có trốn tới đâu, chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về. Long Lão Gia thần thông quảng đại, các ngươi lại còn dám trộm đồ của Lão Gia sao? Đám tinh quái đều nơm nớp lo sợ. Có yêu quái vội quỳ mọp xuống đất dâng bảo bối đã trộm ra, mà đám giao long đều dương vuốt nắm lấy bảo bối bị trộm rồi xoay người bay đi. Bốn người này là thân tín của Lão Gia. Trung Nhạc dùng tinh thần lực chiếu hình ảnh bốn cô gái tới giữa không trung, làm cho tất cả tinh quái đều nhìn rõ. Sau này tất cả sự vụ lớn bé của núi Nhạn Minh này đều do bốn người này quản lý, ý của bọn họ cũng chính là ý của Lão Gia ta. Đám tinh quái đều sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Trung Nhạc thu thần thông, quay sang nói với bốn cô gái còn đang nghẹn họng nhìn chân chối. Ta có việc phải đi xa nhà một chuyến, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về được. Ngàn dặm Nhạn Minh này sẽ giao cho các người quản lý, tất cả đều dựa theo quy định ở Ưng Chuẩn Lĩnh mà làm. Bốn nàng mừng lắm, nhưng lại sợ rằng bốn người mình không thể chấn giữ được đám yêu tộc vô pháp vô thiên kia. Trung Nhạc lấy san hô đỏ ra giao cho các nàng, lại nói tiếp. Gốc san hô này được Lão Gia tế luyện mấy tháng, đã có chút linh tính rồi. Nếu gặp phải tinh quái ngỗ nghịch, các ngươi hãy cung san hô lên, bái Lão Gia ta mời khai mắt. Ta sẽ giấu san hô kiếm khí ở bên trong cây, các ngươi gọi kiếm khí của ta lên là sẽ giết được người. Sắp xếp thỏa đáng xong, Trung Nhạc lập tức giang đôi cánh bay đi. Bốn nàng nhìn theo bóng dáng hắn xa dần. Hạ Nhi lẩm bẩm nói, Lão Gia càng lúc càng lợi hại. Không lâu sau, Trung Nhạc quay trở lại Cô Hà Thành tìm Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội. Ba người kết bạn cùng đi. Ngư Huyền Cơ tế một chiếc thuyền lá nhỏ lên, dài chừng 7 trượng. Ba người ngồi trong khoang, không chật chội là bao. Thuyền bay lên, bên dưới tự nảy sinh dòng nước nâng thuyền lên, vững vàng như đang chạy trên dòng sông phẳng lặng, từ từ đi tới hãm không thành. Trong đò, Trung Nhạc đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, bèn vội vàng hỏi Tân Hỏa. Tân Hỏa, nay ta có hai linh, Nhật Linh và Nguyệt Linh. Nhật Linh với hồn phách của ta đã hòa hợp, luyện tới thoát thai cánh. Nếu Nhật Linh đã như vậy, thì Nguyệt Linh làm như thế nào để có thể tương dung với hồn phách đây? Hồn phách của ta với nguyên thần tương dung, hóa thành nguyên thần Đại Nhật Kim Ô. Nếu lại hòa hợp thêm Nguyệt Linh, thì sẽ biến thành cái dạng gì đây? Từ trong thức hải vang lên giọng nói có phần biếng nhác của Tân Hỏa. Người yên tâm, không thành quái vật được đâu. Có song linh thì điểm khó nhất chính là tại đây. Nếu song linh mà chỉ có một linh thoát thai thì không đáng gọi là song linh. Trước đây Thái Hạo Phục Khí
mất không biết bao nhiêu lâu mới tìm ra được pháp môn thoát thai cho Nhật Nguyệt Song Linh. Loại pháp môn này có tên là Trọng Đồng Pháp. Trung Nhạc ngẩn ra nói: Sao? Trọng Đồng Pháp ư? Chính là luyện Nhật Linh vào trong mắt trái của hồn phách ngươi, còn Nguyệt Linh thì vào mắt phải. Nhật Đồng và Nguyệt Đồng sẽ xuất hiện sau Đồng Tử nên gọi là Trọng Đồng. Tân Hỏa giải thích nói: Không chỉ như vậy, hồn phách của ngươi biến thành Trọng Đồng, bản thể cũng biến hóa theo, cũng xuất hiện Trọng Đồng. Trọng Đồng giá có 4 đồng tử, chia làm âm và dương. Nhật Đồng là dương đồng, còn Nguyệt Đồng là âm đồng. Trung Nhạc tò mò hỏi: Như vậy quả thực có thể thoát thai, thế nhưng làm sao để dùng cả hai loại nguyên thần đây? Thì sử dụng mắt trái chính là nguyên thần Đại Nhật Kim Ô, còn mắt phải chính là nguyên thần Minh Nguyệt Tinh Thiềm. Rất là đơn giản mà, thế nhưng không thể cùng lúc thúc giục cả hai con mắt được, nếu không sẽ rất rối loạn. Tân Hỏa nói: Nếu thúc giục cả hai, ta không biết nguyên thần của ngươi sẽ biến thành hình dạng gì nữa đâu. Nguyên thần Đại Nhật Kim Ô của ta là dáng vẻ của thần Thái Dương mình người đầu chim với hai cánh ba chân, còn nguyên thần Minh Nguyệt Tinh Thiềm thì là cái gì đấy? Trung Nhạc lòng không khỏi tò mò: Nếu hai nguyên thần này mà kết hợp lại thì sẽ như thế nào? Nếu cùng thúc giục cả hai nguyên thần thì sẽ xảy ra tình huống gì đây? Mà thôi, cứ luyện Nhật Linh vào trong mắt trái của hồn phách rồi sau đó luyện thành Nguyệt Linh thoát thai sau vậy. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.